đằng su toàn di ma na ra ti di qua sa đa ma nu sa quê sung di ma na ra ti năng di qua năng sa đằng su toa ba ra di mi ta va sa va ti di qua sa đa ma nu sa quê sung ba ra di mi ta va sa va ti năng di qua năng sa đằng su toa ram ma ca di ca di qua sa đa ma nu sa quê sung mê tam ba ga va ba ra na si yang e si ba ta ne mi ga da ye ya nu ta rang tham ma cha tang ba va di tang a ba ti va ti yang sa ma ne na va ram ma ne na va de ve na va ma re na va ram bu na va ge na di va lo ka min ti di ha ne na ka ne na te na mu ho te na ya va ram ma lo ka la do va pu ga di a yan ja da sa sa ha si lo ka tha tu sang kam bi sam ba kam bi sam ba ve thi a ba ma nu ja u la ro pa so lo ke ba tu ra ho si a te kam me wa de wa nang de wa nu pa wang a ta ko pa ka wa u da nang u da ne si an nya si wa ta ko ko an dang yo an nya si wa ta ko ko an dang yo ti 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 dang a yas ma to ko an dang nya sa an nya ko an dang yo tuê wa na mang a ho si ma ka sa tha ja bu ma tha di qua na ga ma ni ta ku nhân lô âm mô đàn tu chi răng ra căn tu sắc sa năng ra căn tu nô ra ru ra căn tu nhà ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi vô trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hướng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa, hôm nay là ngày thứ tư, 16 tháng 9 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con đắc bạch xin giới. Nam Mô Phật Thầy. Dạ. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukkhasa mayang phante tisajane nasaha atthang yasamman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang phante tisajane nasaha atthang yasamman nagatang upo satang yachama
tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha athang ga sam man na ga tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao trường quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhahang saram gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi buddhahang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi buddhahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na ti bà ta vê ra ma ni sik ha ba đăng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti bà ta vê cha ma ni sik ha ba đăng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna Dana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. A Brahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. A Brahmacharya Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachapamarathana Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Suprame Jayama Chappama Dathana Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho jana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapho jana veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita wa dita visu kadasana ma la gan thay thế bát tha an tha ra na man da na vi phu sanh tha na về ramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacca gita wa dita visu kadasana ma la gan thawi le panatha chana man dana vifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya Sina Maha Sijana Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang puttapanyattang uposathang imancharatin imancadivasang sammadeva afirakittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha badani ubo si valasena iman jaratan iman jirivasang sathukang katawa apamadena sammarkitampang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chăng nên dễ vui. À ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lên là suga tân dân tí, sì lên là phô qua sàm bà đa, sì lên là nịp tân dân tí, tà sà ma sì lâm vi sô thác dê. Người giữ giới hạn được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật thác thành thăng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật thác thành thăng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa buddhana bhavena sana sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhammana bhavena sana sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa sanghana bhavena sana sati bhavantu te. Tất cả phương hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Đại Trì cùng chư Tôn Đức. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya. Dạ con thỉnh sư Nguyên Thông ạ. Sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư hôm nay chưa làm tri chung. Dạ con kính dân bích đến sư ạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được Nguyên Thông hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Mahasama Nikaya dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích là tỳ kheo giác đẳng bài 38 đại kinh đoạn tận ái maha tăng há sang khá giá xuất tá phân đoạn 172-174 sẽ do
Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Để mở đầu chương trình, con xin cung thỉnh Sư Bá Tuệ Siêu Từ Bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời Thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Tôn Đức Thượng Trọng Tăng Cận Ý Phật Tử. Thưa quý vị, một ở trong những điểm rất quan trọng ở trong Phật học và ngay trong cuộc sống của chúng ta, đó là ngã tính và ảnh hưởng của ngã tính đối với sự sống hàng ngày, đối với con đường giác ngộ giải thoát. Cho dù nói về việc nào đi nữa thì chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ đến sự có mặt của bản ngã. Tôi là thế này, tôi là thế kia. Bất cứ một định nghĩa nào về ngã và khi đem đối chiếu với vô thường thì chúng ta thấy có một cái gì đó bất ổn. Ngã là phải trường tồn vĩnh cửu. Nếu mà ngã nay thế này mai thế khác thì sao gọi là ngã được. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có ba phần cuối của bài kinh về đại kinh đoạn tình ái. Ông trong ba bài cuối thì chúng ta tiếp tục có thêm hai đoạn nói về ngã, và đoạn sau cùng Đức Phật ngài nói về hành trình tu tập để vượt khỏi ái chấp. Ái chấp như là một cái giác quán từ ban đầu của bài kinh. Phải nói rằng bài kinh đại kinh đoạn từ ái này chứa được rất nhiều ý nghĩa quan trọng cả Phật học lẫn pháp hành. Bây giờ mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến những ý nghĩa của pháp thoại trong ngày. Dạ, bài kinh số 38 là bài kinh đoạn tận ái Maha Tăng Ha Sang Khai Giá Su Tá, phân đoạn 170-174. Mình tiếp tục là phân đoạn 172. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ sự tương tác giữa hai thế giới chủ quan và khách quan. Sống luôn luôn là thể hiện cả hai phía khách quan và chủ quan. Phần khách quan là phần phát khởi của các cảnh, phần chủ quan là dục hỷ, buồn phiền đối với thuận nghịch. Người cho rằng sống là phải xuôi theo định mệnh, là phủ nhận khả năng can thiệp của ý chí. Ngược lại, người quá tin, tự tin là với ý chí mạnh mẽ có thể khiến cho tất cả theo ý muốn của mình, là không biết về mãnh lực của nghiệp, quá khứ và yếu tố khách quan mà mình không làm chủ được. Kinh văn tiếp tục luân hồi. Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân với một tâm nhỏ mọn, người đó không như thật tuệ tri, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được đoạn trừ diệt, không còn dư tàn như vậy đối diện với thân sơ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ, người đó tùy hỷ quan nghinh tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ quan nghinh tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy. Nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy.
tức là chấp thủ, do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sanh khởi, do duyên sanh nên già chết sầu bi khổ u não sanh. Như vậy là sự thập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Khi người đó nghe tiếng với tai, người đó ngửi mùi với mũi, người đó nếm vị với lưỡi, người đó cảm xúc với thân, người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham ái đối với pháp tốt và ghét bỏ đối với pháp xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn, người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát. Tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như vậy đối diện với sơ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, người đó tùy hỷ quang nghinh tham trước cảm thọ ấy. Vì người đó tùy hỷ quang nghinh tham trước cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ, do duyên thủ nên hữu sanh, do duyên hữu nên sanh sinh khởi, do duyên sanh nên già chết sầu bi khổ ô não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Đoạn 173. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ con đường tháo gỡ ngã chấp. Những lập thuyết về bản ngã trường cũ thoạt nghe như là một tín lý tôn giáo, nhưng đó chính là một luận điểm chống lại sự tu tập thay đổi bản thân. Người tu phải tin rằng dòng tâm thức có thể thay đổi, do đó sự tu tập mới có giá trị. Kinh văn đoạn tận luân hồi, tức là sự tu tập. Ở đời này các tỳ kheo Như Lai xuất hiện ở đây là bậc A-la-hán chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này, với sa môn, bà la môn, thiên nhân sư, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền giải phẩm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ đời sống gia đình này đầy tiền phước, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình sau một thời gian. Thì người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ cả bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến lợn lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, người ấy sống thành tựu học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh không có trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia, nói để sanh chia rẽ những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp, những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, cao nhã, đẹp lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi.
Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phí thời, từ bỏ đi xem múa hát nhạc trình diễn, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhẫn vàng bạc, từ bỏ nhẫn các hạt sống, từ bỏ nhẫn thịt sống, từ bỏ nhẫn đàn bà con gái, từ bỏ nhẫn nô gái và trai, từ bỏ nhẫn cừu và dê, từ bỏ nhẫn gia cầm và heo, từ bỏ nhẫn voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhẫn ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhẫn người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vị ấy biết đủ với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Ví như con chim bay, đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy. Tỳ kheo biết đủ với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Vị ấy nhờ thành tựu thánh giới uẩn này, nên hướng đến lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui, đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y, đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, đều tỉnh giác. Khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, đều tỉnh giác. Vì ấy với sự thành tựu thánh giới uẩn này, với sự thành tựu thánh hộ trì căn này, với chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với nội tâm không sân hận, lòng tự mẫn thương xót, tất cả chúng hữu tình gột rửa, tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống với tâm không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột tâm hết trạo cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Sau khi từ bỏ năm tiện cái làm nhiễm ô tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Lại nữa này các tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Lại nữa này các tỳ kheo ly trí, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm giác sự thọ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Lại nữa này các tỳ kheo, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đoạn 104, đoạn tận ái và trạng thái giải thoát,
theo lời Phật dạy. Đoạn tận ái là chặt đứt mắt xích cấu thành vòng luân hồi. Ái giống như gót chân Asin Achil là nhược điểm của ma vương mà hành giả có thể tấn công được. Kinh văn đoạn tận luân hồi, giải thoát rốt ráo. Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu. Vị ấy sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không quan nghinh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không quan nghinh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ dục hay ấy được trừ diệt, do dục hỷ của vị ấy diệt trừ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quốc này. Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai, khi vị ấy ngửi hương bằng mũi, khi vị ấy nếm vị bằng lưỡi, khi vị ấy cảm xúc bằng thân, khi vị ấy nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu, vị ấy sống an trú niệm trên thân với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy vị ấy đoạn trừ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy không tùy hỷ, không quan nghinh, không tham trước thọ ấy. Vị ấy không tùy hỷ, không quan nghinh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ dục hỷ ấy được trừ diệt, do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ não diệt. Như vậy là toàn sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quốc này. Kết luận: này các tỳ kheo, các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, được ta nói một cách tóm tắt. Nhưng phải nhớ là tỳ kheo Xá Tý, con của người đánh cá, đã bị mắc trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. Thế Tôn thúc giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Thế Tôn dạy: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng từ bi giảng giải bản kinh này. Dạ, con kính mời sư phụ Pháp Đăng. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Bữa hôm nay thì chúng ta học bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái, nhưng mà chúng ta chỉ học đoạn sau. Cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái này thì rất là dài. Nhưng mà tỳ khu Xá Tý này có một cái quan điểm. Và cái quan điểm đó nó cũng hiện giờ chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Có những người họ cho rằng có cái Phật tánh hay là có một chân tâm. Điều đó mà nếu chúng ta hiểu không chính xác đó, thì chúng ta cũng thấy như tỳ khu Xá Tý này, khi mà nghe Đức Phật Ngài thuyết về bổn sanh, về những cái câu chuyện luân hồi từ kiếp này đến kiếp kia cho đến khi mà Ngài thành Phật, thì tỳ khu Xá Tý này cũng nghĩ rằng có một cái linh hồn hay là một cái Phật tánh hay một cái chân tâm nào đó từ kiếp này chuyển từ từ qua đến kiếp này. Điều đó nó không phù hợp với cái lời dạy của Đức Phật. Vì sao vậy? Vì Đức Phật Ngài giảng để đoạn tận khổ và chấm dứt cái lòng tham. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm cho cái vòng luân hồi nó ngắn lại, và cái sự nỗ lực của chúng ta đó nó sẽ có cái kết quả. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tỳ khu Xá Tý này, hay là tương tự, nếu mà chúng ta có những cái quan kiến, những quan kiến sai lầm về cái chủ thuyết thường kiến, chúng ta nghĩ có một cái linh hồn ở trong danh và sắc này, hay là một cái chân tâm, hay là một Phật tánh,
chuyển từ kiếp này đến kiếp kia cho đến khi mà thành Phật. Như vậy thì chúng ta buông xuôi hay là chúng ta không hiểu được các cái điều kiện nhân duyên. Bởi vì Đức Phật ngày giảng dạy đó là chúng ta tạo nghiệp á, Kamma Niyama má hoặc là Citta Niyama má hoặc là Dhamma Niyama đó, thì chúng ta hiểu rằng thể cái pháp thiện á, thì cái nghiệp thiện, cái tâm thiện, cái sự tái sanh và hiền thiện. Nhưng mà cái nghiệp ác á, cái pháp ác, cái pháp bất thiện đó, thì cái tâm là cái tâm bất thiện, cái nghiệp là nghiệp bất thiện, chúng ta đi tái sanh vào cái chỗ không hiền thiện, tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Như vậy á, thì Đức Phật á, thì ngài giảng tổng thể, ngài nói đến 19 cái thức đi tục sinh. Từ cái thức tục sinh của người khổ hay người lạc, vô nhân, người lạc nhị nhân, người lạc tam nhân, hay là của những bậc thánh hữu học. Cho đến khi mà bậc thánh vô lậu đó, vị thánh vô học đó, là vị A-la-hán đó, thì các ngài đã cắt đứt tất cả những cái mãnh lực của nghiệp, đưa đến cái sự tái sanh. Nên thường thì chúng ta biết rằng vô minh và hành đó là cái nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Thì vô minh và hành đó là chúng ta không có hiểu biết. Hành động của chúng ta đó là chúng ta gọi là nghiệp, phúc hành hay là phi phúc hành hay bất động hành. Nếu mà phi phúc hành đưa vào bốn cõi khổ, phúc hành đưa vào những cõi vui, bất động hành sanh về những cõi vô sắc. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngày phân ra từng cái chi tiết. Với tâm của ngài, chúng ta thấy Đức Phật ngài với cái Phật nhãn, với cái sanh tử trí đó, thì ngài biết được cái tâm một người nào. Và cái tâm người đó đó thì nó diễn khởi theo các cái pháp mà gọi là pháp thiện hay pháp bất thiện. Pháp thiện và pháp bất thiện đó được diễn đạt qua cái nội xứ và ngoại xứ, mà chúng ta ở đây gọi là khách quan và chủ quan. Thường thì chúng ta biết rằng chúng ta khi mà hình thành những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ấy, mà chúng ta gọi là lục nhập á, lục nhập á, thì nó sẽ có lục xúc. Mà ví dụ chúng ta có mắt á, thì mắt chúng ta mà nhìn vào cảnh sắc á, chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc như vậy đó thì nó sanh ra nhãn thọ. Thì thọ này ở trong đây được phân làm ba cái loại thọ, thọ ưu hay là thọ hỷ hay là thọ xả, hay là thọ khổ, thọ hỷ, thọ xả. Thì phân biệt như vậy đó để chúng ta biết rằng cái thọ ba loại này nó cũng có bất thiện mà nó cũng có thiện. Và khi mà thọ nó duyên cho, bởi vì chúng ta thấy cái vi pháp của trình bày đó, từ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho tưởng, xúc thọ tưởng, thì cái tư định mạng quyền tắc ý là hoàn thành cái lộ danh, là cái phần sở hữu sanh khởi. Mà mắt á, là cái thần kinh nhãn hay là cảnh sắc cũng là sắc pháp. Nhãn thức nương vào con mắt để nhìn thấy cảnh sắc, thì nó có diễn tiến từ xúc á, nhãn xúc là mắt chúng ta chạm vào cảnh sắc, rồi thọ, rồi tưởng, sắc tưởng. Thật sự là chúng ta nhìn thì cái tứ danh quẩn đều sanh thọ quẩn, là thọ quẩn là một quẩn, tưởng quẩn là một quẩn, thức quẩn là tâm nhãn thức, hành quẩn là những cái tâm sở còn lại. Chúng ta thấy sở hữu xúc nó cũng thuộc về hành quẩn, rồi thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, tư là chúng ta gọi là nghiệp, sắc tư hay là thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Như vậy là cái tư này đó là chúng ta nghe chư tăng trình bày hoài đó, đó là nghiệp. Chê ta na hăng tích khâu quê căm mang quá đam mí, ta tuyên bố tư là nghiệp. Như vậy á, thì xúc thọ tưởng tư, rồi cái định, định có nghĩa là một cái sự kháng khích của cái tâm của chúng ta, dù là tâm bất thiện hay tâm thiện, nó vẫn có cái sở hữu định này. Mà trong bát chánh đạo được gọi là chánh đạo, còn cái kia gọi là tà đạo. Như vậy á, định thì mạng quyền là bảo vệ cái tâm của chúng ta. Và tác ý là chúng ta tác ý thiện hay là bất thiện. Như vậy á, thì cái danh mạng quyền nó bảo vệ cái danh pháp để tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nó vẫn có cái sự bảo vệ cái tâm của chúng ta. Nên chúng ta gọi là danh mạng quyền là bảo vệ phần tâm và tâm sở. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biến một cảnh.
À, như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày phân biệt rất là rõ ràng như vậy. Khi một người tác ý đó, mà mình tác ý để cho những cái lậu hoặc phiền não nó bớt đi, mình tác ý thấy được cái sự khổ của mắt phải bắt cảnh sắc, và luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy cảnh sắc, và những cảnh sắc vừa lòng thì khởi lên tham ái, nên gọi là thuận nghịch đó. Thuận là những cái vị vừa lòng, những cảnh khả ái, những cảnh khả hỷ, hay là chúng ta gọi là cảnh tốt, hay là cảnh rất lớn của tâm nhãn thức mà tương ưng với cái tịnh tướng. Tịnh tướng là gì? Đẹp, mắt chúng ta nhìn thấy như vậy. Và ngược lại thì nó là bất tịnh tướng hay là đối ngại tướng, vì những cái gì đó mà chúng ta nhìn chúng ta không muốn nhìn, thì cái đó là thành phần tâm sân. Và khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta không biết, đó là tâm si. Tâm si nó có si hoài nghi hay là si phóng dật. Chúng ta nhìn nhưng mà tâm chúng ta nó không có cái sự chú tâm trong đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái phần những cái thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn và thức quẩn rồi đó, thì chúng ta thấy hệ các pháp này mà hiện khởi bất thiện đó, thì Đức Phật gọi là pháp bất thiện. Hệ pháp bất thiện thì tâm bất thiện, hệ mà tâm bất thiện thì nghiệp bất thiện, mà nghiệp bất thiện thì là phi phúc hành đưa sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng cái sự tu tập là cái sự nỗ lực rèn luyện của chúng ta, chứ không phải là có một cái sự sanh khởi giống như cái dòng nước nó chảy rồi nó đến một cái bờ biển, không phải như vậy. Cái đó là cái bậc vô tri, nó theo cái định luật của vũ trụ. Còn con người chúng ta thì có thể vượt khỏi cái vũ trụ luân hồi này. Nên cái học đường thế gian là một cái đại học đường lớn nhất. Khi mà chúng ta học và chúng ta tu tập để vượt khỏi cái học đường thế gian này, chúng ta mới trở thành thánh nhân. Còn ở trong cõi đời đó, thì chúng ta còn ở trong học đường này, chúng ta học để biết được cái giới hiền thiện của những người có tu tập, hay là bậc thánh hữu học. Những cảnh giới không hiền thiện đối với những người làm cái pháp ác, pháp bất thiện. Như vậy thì Đức Phật này dạy cho chúng ta như vậy, và Ngài khuyên chúng ta đó, dù là chúng ta có cái phước vật hay phước đức hay phước trí, chúng ta có của cải tài sản, nếu mà chúng ta không biết làm những cái việc thiện, không biết nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi cái chồng, nuôi con, nuôi cái, cúng dường tam bảo, mà chúng ta giữ gìn những cái của đó giống như con quỷ mà giữ cái hồ nước, thì cái đó là cái tâm bỏng sẻn. Chúng ta không làm được từ cái sự tục của cải tài sản do quá khứ chúng ta bố thí cúng dường mà chúng ta được cái phước có của cải tài sản vật chất. Hay là dù chúng ta sống mà được hướng thiện đó, thì Đức Phật này cũng dạy chúng ta phải giữ giới. Thì ở trong đây đó, thì Đức Phật này cũng giảng cho chư tỳ khưu, khi mà chư tỳ khưu nghe pháp mà hiểu được phước vật, phước đức và phước trí đó, thì những cái vị đó muốn chấm dứt cái sự luân hồi. Vì Đức Phật này thí dụ đó, ở đời chúng sanh đó, mà khổ vui đó, nó có nhiều cái phần liên quan, và chúng ta có nhìn thấy được như vậy đó, thì chúng ta mới khởi được cái tâm dứt trừ cái sự luân hồi. Chúng ta thấy như là ông Tóc Cô Độc có đứa cháu, mà đứa cháu thì con của người em, mà người em mất đi đó, để là cái tài sản, mà đứa cháu phá hoại hết cái tài sản đó. Nhưng mà trước khi chết đó, thì người em trăn trối ông Cấp Cô Độc là lo cho đứa cháu dùm cho mình. Ông Cấp Cô Độc đó, thì cũng bỏ tiền ra để lo cho đứa cháu, giúp đỡ đứa cháu 3 lần với số tài sản rất là kinh khủng. Nhưng mà đứa cháu đó vẫn ăn xài, trác tán, hư hỏng. Vì nghĩ rằng cha mình đã nói bác mình lo cho mình, và bác mình thì giàu lắm, ông Cấp Cô Độc đó. Nhưng mà cuối cùng thì cái đứa cháu này cũng chết ở nhà Thế Bần. Nên chúng ta nhìn vào đời đó, chúng ta có của cải tài sản thì có bao nhiêu người nhìn. Của cải tài sản thì bị nước trôi, lửa cháy, giặc trộm cướp, nhà vô xung công, người thừa tự phá sản. Người thừa tự phá sản là tất cả những người thân nào của ta, họ có thể phá của chúng ta. Vì họ thấy chúng ta có của nhiều, có tài sản, và họ tìm cách này cái kia, họ phá của đó. Nên Đức Phật này thuyết giảng như vậy, nên những vị tỳ khưu đó nhàm chán cái ở đời, như là Ngài Đắc Thá Ba La, Ngài từ bỏ rất là nhiều những cái đống vàng mà của cha mẹ Ngài nói, thì Ngài cũng từ bỏ. Vì Ngài thấy rằng mình có của cải tài sản thì vua chúa muốn tước đoạt cái tài sản của mình thì tìm cách để giết mình, để lấy của mình. Biết bao nhiêu
vua chúa họ đều nghĩ trăm phương ngàn kế để họ tước đoạt cái tài sản của người giàu. Thì chúng ta thấy như vậy nên chúng ta hiểu được Đức Phật thì thuyết giảng về cái nỗi khổ của cái sự luân hồi. Và nếu mà chúng ta đó mà khi mà hiểu được, chúng ta nỗ lực để tu tập, người cư sĩ thì bắt đầu giữ năm giới, tu tập thiền, đó là người cư sĩ giữ giới hay là bố thí rồi tu thiền. Còn đối với bậc xuất gia thì Phật này cũng dạy về cái việc sống trong đời sống vị tu sĩ, thọ trì những cái học giới, sống với cái những cái học giới để cho cái lỗi lầm không có. Vì thường thường một người mà họ làm ác đó, thì cái tâm của họ đó, khi xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tắc ý đó, thì họ không khéo tắc ý, thì họ có si vô tàm với quý phóng dật, hoặc là tham tài kiến là tham ngã mạng. Thì chính nó suy vô tàm với quý phóng vật đó, nên họ đã quên đi mình là người hay là giàu sang hay là địa vị hay là quyền lực gì đó. Họ quên đi vì vô tàm với quý là không có hổ thẹn, không ghê sợ tội lỗi. Nên chúng ta thấy ở đời Đức Phật nói rằng vua chúa hay là bất luận người nào đó, nhưng mà khi mà họ chưa trừ được cái tâm bất thiện đó, thì cái tâm bất thiện đó vẫn làm cho họ chiếm hữu những cái tài sản của người này người kia bằng... họ không hiểu luân hồi gọi là si, vô tàm, không có hổ thẹn như quý, là không ghê sợ và phóng dật đó. Họ đã làm những cái việc làm tước đoạt tài sản, tước đoạt những cái gì hạnh phúc của người ta để họ dồn về cho họ hưởng thụ những cái dục lạc đó. Và họ đẩy những cái sự khổ và cho mọi loài phải chịu những cái sự khổ đó. Thì chúng ta hiểu Đức Phật ngày nói đó, như vậy đó, thì một người mà có cái tâm giữ giới đó thì họ không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đối với người cư sĩ. Còn đối với vị tỳ kheo thì họ trì 227 giới, sống với cái sự chế ngự của giới bổn Patimok. Và người đó đó sống từ bỏ tất cả những cái hệ lụy như là hạt giống, thịt hay là đàn bà con gái hay là nô tỳ trai và gái đó. Thì những cái điều đó nó hệ lụy là tại sao? Chúng ta thấy Đức Phật này dạy người cư sĩ và người xuất gia thì cái lãnh vực của người xuất gia cao hơn. Vì cái người xuất gia muốn tu tập đó, mình có cái tâm lòng tham, lòng sân, lòng si rồi, mình biết chế ngự. Nhưng mà nếu mà có một người á, mà họ không biết chế ngự, họ làm phiền mình, họ làm phiền mình. Ví dụ như chúng ta thấy nhân cấp cô độc á, ổng biết chế ngự, nhưng mà ổng có người cháu không biết chế ngự. Nên người cháu thấy ông có của cải tài sản, cứ ăn chơi trác táng hết đó, thì ông sẽ giúp đỡ mình với ba lần giúp đỡ cái tài sản rất là kinh khủng. Nhưng mà rồi đứa cháu nó vẫn phá hoại như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng ở đời chúng ta có một người thân, mà người thân chúng ta không biết tu tập đó, thì chính ba cái ngọn lửa tham sân si của người đó đó làm chúng ta nhiệt não. Nên Đức Phật ngày mới dạy người cư sĩ đó, ngoài cái việc mình tế độ quyến thuộc là giúp đỡ cho quyến thuộc của mình biết Phật Pháp để họ có thể tự chế ngự tham sân si giống như mình, để đời sống không bị nhiệt não bởi cái lửa tham, lửa sân, lửa si. Còn đối với cái vị tỳ khưu đó, nỗ lực để chấm dứt luân hồi, nên vị này không có nhận tất cả những cái vật gì liên hệ đến động sản hoặc là bất động sản, người hoặc là vật vàng bạc, để rồi thu thúc ở trong cái sự hành trì tiến bộ để giải thoát những cái tham muốn. Và những cái tham muốn này đó thì quý vị biết rằng nó giống như một cái túi không đáy. Đức Phật nói là mắt đối với cảnh sắc á, giống như cái túi không đáy. Nên chúng ta thấy bao nhiêu mỹ nữ đối với vua chúa, bao nhiêu vàng bạc ngọc ngà châu báu đối với những vị đế vương mà lòng tham vô đáy, thì họ muốn gom tất cả, dù cho gom tất cả rồi nhưng mà lòng tham họ vẫn không có dừng lại. Nên Đức Phật ngày cũng kể lại kiếp ngày làm Bồ Tát đó, ngày vỗ tay thì ngọc ngà châu báu rất đến đầu gối. Có như vậy nhưng mà cái lòng tham không phải vì vậy mà ngừng lại. Lên cái niềm vui cõi tứ đại thiên vương cho đến cõi trời đau lợi. Nhưng mà cuối cùng thì cái lòng tham không phải gì lên cõi trời đau lợi nó chấm dứt, khởi lên cái lòng tham. Như vậy thì lòng tham nó vẫn hiện hữu, muốn chiếm hữu toàn bộ cái cõi trời đau lợi. Trong lúc đó thì Chúa Đau Lợi đã chia nửa gian sang, trải qua suốt 35 đời Thiên Chủ Đế Thích. Đức vua lúc bây giờ có cái tuổi thọ sống lâu như vậy, đó là tiền thân của Đức Phật. Và sau này khi mà từ giả cái cõi trời đau lợi, khi mà xuống dưới cõi người đó, thì Ngài hiểu được cái lòng tham như vậy và cái sự hưởng thụ phước lạc của mình. Ngài bố thí một tuần lễ rồi Ngài mệnh chung
ngày mệnh chung và ngày tiếp tục sanh theo cái nghiệp của ngài. Nói như vậy để chúng ta biết rằng Đức Phật đó, ngài trải qua cái sự luân hồi đó, ngài cũng nói lên những cái lúc mà tâm bất thiện và những cái tâm thiện. Nhưng mà thường thì có khởi lên cái tâm bất thiện thì ngài cũng thấy được cái pháp bất thiện đó, nó là cái túi tham không đái đối với mắt, cái cảnh sắc hay tai đối với cảnh thinh, mũi đối với cảnh khí, miệng đối cảnh vị, thân đối cảnh xúc, ý đối cảnh pháp, thì nó là cái lòng tham không đái. Nên Đức Phật ngài mới dạy rằng cỏ làm hại ruộng vườn, nó tham làm hại người đời, bố thí người lìa tham như vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục do vậy được phước lớn. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được á, cái con người chúng ta đó, mắt chúng ta đối cảnh sắc á, nó là chúng ta biết chế ngự nó hay là chúng ta không biết chế ngự nó. Chúng ta biết chế ngự nó, chúng ta nhìn nó và chúng ta quán tưởng. Nên Đức Phật nói rằng người này chưa có già nhưng người này biết sẽ già, vì người này nhìn thấy những người già. Và những người này đó, thì già bây giờ mà già mà lụm cụm như vậy đó, thì từ thổi nhỏ giống như mình vậy, với năm tháng ngày giờ bào mòn và cái tuổi già đến, bệnh hoạn đến. Thì chúng ta thấy rằng như là em của ngài Sariputta đó, những cái người em của ngài đó, người em út của ngài đó, rất là còn rất là nhỏ, nhưng người mẹ muốn ràng buộc cái tình yêu nên cái lễ cưới cái tuổi còn nhỏ. Nhưng mà nhìn cái người vợ của mình với nhìn cái người mà đứng ra rưới nước để chúc cho đôi tân hôn đó, thì thấy bà già, nghĩ rằng người vợ của mình tuy rằng bây giờ đẹp như vậy nhưng mà rồi với năm tháng ngày giờ 100 năm thì cũng già giống như cái bà á lão này. Và ngài khởi tâm nhàm chán muốn xuất gia. Thì cũng như vậy Đức Phật này dạy đó, chúng ta có mắt, chúng ta nhìn vào đời đó, từ cái nhục nhãn nó có tuệ nhãn, nhìn vào đời có nhiều người họ già cả, mắt lờ tai điếc, những cái bất hạnh mà bây giờ họ già rồi, 88 tuổi mà bị con bị cháu đánh đuổi ra ngoài, không có cho cơm nước, rồi những bà cụ cả trăm tuổi mà phải đi nấu này kia nọ bán ngoài chợ, con cái một là không nuôi, hai là thấy con cái nghèo khổ rồi tự mình phải phấn đấu. Nhưng mà những người này đó, họ nhìn vào họ đó thì họ cũng là những người tài năng, hoặc là họ những người từ thuở nhỏ trẻ đẹp cũng giống như mình, nhưng mà cuối cùng họ cũng đi đến sự già nua. Rồi đó là gánh nặng của xã hội, gánh nặng của con cháu, nên mỗi người họ đều ruồng bỏ. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái vị ngọt của sắc á, là lúc chúng ta còn trẻ đẹp. Nguy hiểm của sắc á, lúc chúng ta già cả bệnh hoạn. Cái sự thoát ly sắc á, là chúng ta hiểu được như vậy nên chúng ta không có dính mắc. Rồi cái vị ngọt của cảm thọ cũng vậy, những sự chứng được những cái tầng thiền. Cái nguy hiểm của cảm thọ là thiền nó cũng hoại đi. Dù là cái cảm thọ trong thiền là cảm thọ cao nhất trong các cái loại cảm thọ, nhưng mà nó cũng là thọ, là cái thọ nó cũng là vô thường thôi. Thì những vị đó hiểu được như vậy đó, nên những vị đó đó đã từ bỏ cái vị ngọt của dục, cái vị ngọt của sắc, hay là cái vị ngọt của cảm thọ. Vị ngọt của dục tức là chúng ta tìm được của cải tài sản, chúng ta có của cải tài sản để chúng ta hưởng thọ được sắc dục, là mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai là cảnh thinh, mũi cảnh khí, miệng cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Những cái dục lạc đó có, nhưng mà chúng ta bỏ ra cái công sức làm lụng đó, phải chống chọi với bao nhiêu cái đau khổ để rồi được cái tiền lương. Những người họ tham gia chiến tranh đó, họ làm những binh lính thì họ phải bỏ tay bỏ chân, cục tay cục chân, hoặc họ bỏ luôn cái mạng của họ. Họ đi chỉ vì những cái sự sống mà họ tham gia vào những cái ngành nghề, họ làm những chiến binh, họ làm những cái binh lính, họ làm cái nghề nghiệp này nghề nghiệp kia. Thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng tất cả những cái điều đó đó được người có trí đó, như Đức Phật giảng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái dục hỷ, những cái cảm thọ, những cái hỷ sanh đó, dù là nó ở góc độ nào thì nó cũng có những cái sự chấp thủ. Nếu mà các sắc thinh khí vị xúc pháp mà liên hệ đến dục thì chúng ta gọi là dục thủ, vì những cái dục này trong sắc dục thinh dục khí dục vị dục xúc dục pháp dục thủ thì sẽ duyên đến đến hữu, là cái sanh hữu trong tương lai. Vì thọ thì làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu.
mà hễ có hữu thì làm duyên cho sanh khởi trong tương lai. Nên chúng ta hiểu được cái sự sanh ra thì có già, bệnh và chết, u não người thương phải xa, người ghét phải gần, rồi khổ của phiền não mà chúng ta gọi là ngũ thủ quẩn đó, tiếp tục để tái sanh trong tương lai. Như vậy á, thì toàn bộ cái khổ quẩn này được Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày giải như vậy. Và một cái người mà chấp thủ thường kiến cho rằng có một cái thường hằng, một cái linh hồn thường hằng, hay là một Phật tánh thường hằng, hay một chân tâm thường hằng ấy, thì người này đó sẽ dính mắc vào không có hiểu thấu được cái pháp thiện, cái pháp bất thiện. Vì cái pháp bất thiện ấy, mà mình làm bất thiện rồi đó, mình tái sanh làm người khổ. Nếu mình làm thiện ly trí thiếu tư đó, mình sanh làm người lạc vô nhân. Mình làm phước thiếu trí, mình sanh làm người lạc nghị nhân. Mình làm phước đủ trí đủ tư, mình sanh làm người tam nhân. Như vậy á, sanh làm người tam nhân á, là có một cái sự nỗ lực tu tập để được sanh làm người tam nhân. Và nếu người tam nhân do cái nhân tục sinh là vô tham, vô sân và vô si đó, hiện tại phải nỗ lực nữa là tu tập thiền để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là bốn thiền vô sắc, hoặc là tu tập thiền quán để chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, để chấm dứt cái sự luân hồi. Như vậy thì Đức Phật này giảng dạy cái sự nỗ lực liên tục, chứ không phải có một cái tự ngã, một cái thường hằng, một cái Phật tánh hay là chân tâm nào đó mà nó mình hiểu như vậy từ từ nó sẽ giác ngộ. Không có phải như vậy. Đức Phật này giảng bắt chánh đạo được ba đột dây cột lại tám khúc gỗ. Một vị hành giả đó phải nỗ lực để bơi chèo để qua khỏi cái biển, và những cái tên cướp nó vẫn tiếp tục lội theo cái người hiền trí này để gây ra cái sự trở ngại. Đó là những cái kiết sử, quý vị, 10 cái kiết sử đó. Ở trong đó có thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đạo quả tu được quần sẽ diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nếu mình nói về tâm thì bốn tâm tham, vọt tà và tâm si hoài nghi. Nói về sở hữu là sở hữu vô tàm vô quý, sở hữu tà kiến được diệt trừ. Như vậy thì Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của người đó đã trừ được một số pháp bất thiện, một số tâm bất thiện, một số cái kiết sử lậu hoặc để không rơi vào bốn đọa xứ. Người này không luân hồi quá 7 lần, chỉ luân hồi trời người thì sẽ chứng ngộ niết bàn như là Đức Trời Đức Thích trong cái bài kinh tiểu kinh đoạn tận ái đó. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết giảng và ngày thấy cái sự nỗ lực của mỗi người, và cái sự nỗ lực đó là cái giá trị của cái đời sống phàm, một cái sự hy sinh tất cả để rồi tìm cầu được cái sự giác ngộ giải thoát. Đó là một cái nỗ lực cần phải có, một sự hiểu biết đó cần phải hoàn hảo. Cái sự hiểu biết đó mình hiểu được cái đời sống xuất gia là đời sống dễ dàng để từ bỏ tất cả những cái lậu hoặc, những cái tà kiến, những cái thường kiến có thể dứt bực bỏ được. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cho chúng ta hiểu rằng cái ái đó đã kéo lôi chúng ta rất là dài. Chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ đó về cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấy rằng Đức Phật cái ngày đã tu một cái thời gian rất lâu, như là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 4 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, 4 A Tăng Kỳ được thọ ký. Mà một cái A Tăng Kỳ như vậy được ví dụ với một con số 1 với 140 chuột số 0, một cái thời gian ví dụ rất lâu dài như vậy. Nên quý vị thấy rằng một cái quả địa cầu này đó có 1-2 Đức Phật thôi, cái địa cầu này có 5 Đức Phật. Nhưng mà đời sống tu hành của Ngài phải trải qua 28 vị chánh biến tri như vậy, 28 vị chánh biến tri, cái thời gian được thọ ký từ Đức Phật Di Băng Cá Rá cho đến nay Ngài thành Phật. Rồi 500.000 vị chánh biến tri là phát nguyện ra lời. Rồi 1 triệu vị chánh biến tri là lúc mà phát nguyện trong tâm, lúc Ngài tu muốn thành Phật nhưng mà Ngài không nói là phát nguyện trong tâm, cho đến khi nào cái thiện tâm nó mạnh mẽ đó, mình nói ra lời là mình muốn tu để giải thoát thành Phật, phát nguyện ra lời, là thời gian được thọ ký. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng cái sự luân hồi lâu như vậy đó, nhưng mà cái lòng tham ái của chúng ta đó chưa có đoạn trừ, nên chúng ta đã luân hồi từ Đức Phật này đến Đức Phật kia. Chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ như vậy. Chỉ có khi nào chúng ta suy nghĩ như vậy đó, chúng ta mới nỗ lực
hơn nữa, vì thấy sự luân hồi rất là dài. Và chúng ta cũng thấy được cái sự vay mượn chúng ta rất là nhiều. Mỗi kiếp chúng ta sanh làm người, từ lúc mà nhỏ đó, chúng ta có ông ngoại, ông nội, bà nội, cô cậu, chú dì, bác, anh em, rồi hàng xóm, xóm giềng, bà con, ngoại nội. Như vậy thì chúng ta biết bao nhiêu người thân để lo cho chúng ta từ cái thổi nhỏ cho đến lúc mà chúng ta thành nhân chi mỹ. Nhưng mà rồi chúng ta có tạo được cái gì tốt đẹp để trả nợ cũ hay không? Rồi chúng ta có sống đúng Phật Pháp để cho vay nợ mới. Đó là đời sống người cư sĩ, nuôi cha mẹ rồi nuôi vợ con. Nhưng mà rồi chúng ta cũng hiểu rằng Đức Phật này nói cái sự tiếp tục luân hồi đó đó. Chúng ta nếu mà hiểu biết được đó, chúng ta vượt lên một chút xíu nữa để chúng ta tu tập bát văn trai giới, hoặc là chúng ta vượt hơn nữa là chúng ta xuất gia để tu tập. Chúng ta với cái tâm suy nghĩ rằng cái con đường nào, cái hạnh phúc nào, cái sự tái sanh nào thì Đức Phật này cũng đã nói rồi. Nếu mà chúng ta làm người nữ đó, chúng ta có thể làm thiên hậu của Ma Vương. Có nghĩa là người phụ nữ có uy quyền nhất ở cõi dục giới, cao nhất là cõi tha hóa tự tại, làm thiên hậu của Ma Vương. Nhưng mà nếu chúng ta làm người nam đó, mà chúng ta hưởng những dục lạc đó, thì chúng ta có thể làm chúa tha hóa tự tại, là Ma Vương. Ngài nói như vậy đó, thì vì cái thiện tâm chúng ta có, cái thiện nghiệp chúng ta làm được, và chúng ta có những cái sự tu tập. Nhưng mà cái sự tu tập của chúng ta đó giống như người giống như một con giả tràng móc cái hang rồi nước biển đập vào. Cái đời sống chúng ta đó tạo những cái thiện nghiệp trong mỗi kiếp luân hồi cho chúng ta sanh làm người. Nhưng mà chúng ta nghĩ đi, dù là vua chúa thì thoáng suy nghĩ thoáng mất đời. Chúng ta suy nghĩ qua những cái đời vua, các cái vị đế vương, nếu chúng ta suy nghĩ thì đời sống của họ cũng ngắn ngủi, nó cũng không lâu dài gì. Thì cũng giống như con giả tràng mà moi cái hang rồi bị sóng biển đập vào. Cái sóng biển đó tựa như là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, danh và sắc đẩy mất đi. Chúng ta không có chấm dứt được luân hồi. Chúng ta bị vô thường đẩy chúng ta với cái vô minh che đậy, tham ái, trói buộc thôi. Chứ không phải là bị vô thường mà chúng ta thấy được vô thường để chúng ta từ bỏ cái thường kiến. Chúng ta không có từ bỏ cái thường kiến, nên cái vô thường nó vẫn thay đổi từ sanh đến chết, chúng ta vẫn có. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái thường kiến ở trong danh và sắc. Chúng ta nghĩ có một linh hồn, có một Phật tánh, có một chân tâm nào đó. Chúng ta nghĩ như vậy nên cái sự nỗ lực của chúng ta nó còn kém cỏi. Cái sự chấm dứt trong cái tư tưởng để dứt trừ tham ái của chúng ta nó còn lỏng lẻo. Thì những cái tư tưởng đó nó còn dính mắc trong cái tâm tư của chúng ta, trong cái hành động của chúng ta, trong các cái cảm thọ, trong các cái tưởng. Nên thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật này biết đó, một cái thức bất thiện đó, thì cái tưởng bất thiện, cái thọ bất thiện, bất thiện và cái hành cũng bất thiện, nên chúng ta gọi là danh quẩn bất thiện. Hễ mà pháp bất thiện hiện khởi thì Đức Phật này biết rằng pháp đó là những cái pháp bất thiện, do cái thọ tưởng, do cái xúc, xúc là mắc vào cảnh sắc, nhãn xúc, rồi sanh ra nhãn thọ, rồi sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ, rồi mạng quyền đặc ý. Như vậy thì Đức Phật này biết rõ cái tâm của chúng ta và Ngài giảng dạy đó. Nhưng mà rồi cũng có những người họ hiểu sai lầm, cũng như tỳ khưu Sa Tý, nghĩ rằng có một cái thức luân hồi cho đến khi Ngài thành Phật. Điều đó nó không có phù hợp, vì Đức Phật á, Ngài thuyết giảng những cái điều cần hiểu á, thì vị này lại không hiểu. Những cái điều không cần hiểu thì vị này lại có cái tưởng điên đảo, nghĩ rằng cái sự thường hằng trong tâm tư sắc danh này, cái điều đó là một cái thường kiến, một cái sai lầm, không có thấy được những cái điều nỗ lực ở trong cái sự tu tập và cái sự hành trì. Chúng ta thấy rằng những cái ba la mật đó, như bố thí, trì giới, xuất gia, hay là trí tuệ, tinh tấn, chân thật, từ tâm, mà chí nguyện hành xả, thì những cái quyết định ba la mật đó, những cái sự bố thí, mà nỗ lực bố thí, tự ngoại thân, sanh mạng, giữ giới cũng vậy, xuất gia cũng vậy. Nỗ lực đến một cái sự nỗ lực cực kỳ trong cái đời sống chúng sanh lúc bấy giờ, Ngài là một người nỗ lực cực kỳ trong sự nỗ lực đó, và cuối cùng thì Ngài thành tựu được cái Phật chánh đẳng chánh giác.
Như vậy thì chúng ta nghe và chúng ta để ý những điều nên để ý là để ý cái nỗ lực, cái quyết tâm của Ngài để thành Phật, nỗ lực để từ bỏ những cái phiền não, để chứng đắc được Phật quả, để tế độ chúng sanh, để hiểu tường tận các pháp thiện và pháp bất thiện. Nên Ngài là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật khi mà Ngài dạy như vậy đó, và Ngài khi Ngài viên tịch Niết Bàn đó, thì Ngài nhập thiền thuận và nghịch đó, trải qua tất cả các cái tầng thiền và các cái tâm thiền, cái sự an trú thiền đó, Ngài đều trải qua như vậy. Ngài vào viên tịch Niết Bàn, và Ngài ở núi Tố Thá đó, Ngài theo dõi và Ngài biết cho đến khi nào là Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái sự chứng ngộ và cái sự hiểu biết để từ bỏ. Ngài nói về cái sự ô nhiễm tâm đó là năm triền cải. Năm triền cải đó thì chúng ta thấy cái tham dục cái đó là chúng ta ưa thích những cái gì sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Cho đến chúng ta ái luyến trong các cái thiền chứng đó, nó cũng là cái sự trở ngại trong cái sự chấm dứt luân hồi, vì vẫn phải sanh hữu về các cõi sắc hay cõi vô sắc. Rồi cái sân độc cái là cái trạng thái nghịch đối với những cái gì mà mình hay phản ứng. Chúng ta thấy cái trạng thái đầu tiên là trạng thái thuận, đó là tham, thích, thú, nhân cảnh vừa lòng. Nhưng mà ngược lại thì cái sân độc cái là cái sự phản ứng đối với những cái gì không vừa lòng. Rồi cái hôn trầm thủy miên cái là cái sự giả dược, lười biếng. Hôn trầm thủy miên cái, rồi cái trảo hối cái là cái sự phóng dật. Như vậy á, thì cái tham dục cái đó, cái sân độc cái hôn thủy cái trảo hối cái và cái hoài nghi cái. Hoài nghi là chúng ta hoài nghi về cái lời dạy của Đức Phật, hoài nghi về cái sự chứng ngộ của Đức Phật, hoài nghi về Phật Pháp Tăng, cái sự thuyết giảng của Đức Phật. Như vậy thì ngày nào đó mà chúng ta làm cho cái tâm mình đó, nó không có yếu mềm, hay là cái tâm của mình nó được không có yếu ớt đó, là chúng ta đè được năm cái thiền cái này bằng những cái thiền chứng như là thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để chúng ta có thể đạt được những cái loại thần thông. Ví dụ chúng ta thấy rằng đạt được sanh tử thông là thấy cái sự sanh tử của chúng sanh, rồi đạt được túc mạng thông thấy cái sự luân hồi của chúng sanh, và cuối cùng thì Ngài đạt được cái lậu tận thông là chấm dứt cái lậu hoặc phiền não. Thì khi mà chúng ta có cái tâm không yếu đạt được thiền đó, thì có những cái loại thần thông, và những cái loại thần thông cũng giúp ích cho chúng ta thấy cái sự sanh tử của chúng sanh. Và nếu chúng ta hiểu được như Đức Phật đó, thì mình thấy được cái sự luân hồi sanh tử, cái nghiệp đó đó đã dẫn chúng sanh sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia, chứ không có thượng đế thần linh, cũng không phải là chân tâm Phật tánh, mà đó là những cái pháp bất thiện hiện khởi. Trong cái tâm bất thiện thì có cái nghiệp bất thiện đi sanh vào những cảnh giới không hiền thiện, cảnh giới khổ cảnh. Rồi cái pháp thiện thì có cái tâm thiện, cái tâm thiện thì có cái nghiệp thiện, cái thiện thì có cảnh giới tái sanh cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Mình thấy như vậy á, và mình thấy nhiều kiếp luân hồi mình cũng nhàm chán. Nên quý vị thấy cái câu chuyện của Mã Lao Bà, Mã Đề Thôn và vị tỳ khưu đó, nhớ đến 99 kiếp. Thì trong cái sự nhớ đó thì cũng thấy được cái kiếp thứ 99 đó, thì cái người phụ nữ mà Mã Lao Bà bây giờ đó, trong quá khứ đó 99 kiếp đó, là người vợ của mình đã ngoại tình mà giết mình. Nhưng mà bên kia thì Mã Lao Bà cũng đắc được ngũ thiền và cũng có thần thông. Bà cũng thấy cái vị này quắn như vậy, bà nói hãy nhớ thêm một kiếp nữa, nhớ tới 100 kiếp đó. Thì thấy được cái kiếp đó bà là người vợ hy sinh cái mạng sống để cứu chồng. Cái vị tỳ khưu đó suy nghĩ đến 100 kiếp thì thấy cái sự luân hồi quả báo, cái sự nhân quả có kiếp người ta hy sinh, người ta bỏ mạng sống để cứu mình sống. Nhưng mà có lúc đó, người ta cũng vì cái lòng tham, vì cái tình duyên, vì tham muốn dục lạc, họ cũng giết mình chết. Vị tỳ khưu này đó đưa tâm quán đến 100 kiếp, rồi cuối cùng cũng nhàm chán, rồi vị này viên tịch Niết Bàn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta đó không thấy được cái sự luân hồi sanh tử,
và không thấy được cái mắt xích nhân quả, và không thấy được cái phiền não từ cái nội tâm, và không thấy được cái sự từ bỏ phiền não từ cái nội tâm, từ những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà người này muốn bảo vệ chồng thì họ dùng hết tâm trí của họ, bằng hết những cái suy nghĩ của họ để bảo vệ người chồng. Nhưng mà họ khi mà họ bị lòng tham chi phối đó, họ muốn giết người người chồng đó, thì họ cũng dùng hết tâm trí của họ, nghị lực của họ, bao nhiêu cái việc mà họ phải làm để giết được cái người chồng. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng những cái tâm tham á, thì giết hại chúng sanh, những cái tâm vô tham á, thì giúp đỡ chúng sanh. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật với Phật trí đó, Ngài biết được cái đó là bất thiện hay thiện. Pháp bất thiện thì tâm bất thiện, mà tâm bất thiện thì nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện thì đưa đến sự tái sanh không hiền thiện, hành động nhân quả không hiền thiện. Như vậy thì Đức Phật Ngài thấy được, Ngài thấy được như vậy. Và các cái người mà tu tập đó, đến mức độ đó đó, năm tiền cái lắng động đó, thì người này sẽ có được những cái thần thông. Và khi có những cái thần thông đó, người đó có thể nhớ lại một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, tùy theo cái khả năng của vị đó. Và khi nhớ như vậy đó, thì vị đó là người đã từng nghe pháp của Đức Phật rồi, thì người đã cũng nghĩ rằng cái sự luân hồi là vậy, cái sự sanh tử là vậy, cái nghiệp lực là vậy, chứ không phải có một Phật tánh chân tâm, một thường hằng nào đó. Nếu người đó không có nỗ lực để chấm dứt luân hồi, thì cái sự luân hồi đưa đẩy đó, nó không đến, không biết đến lúc nào, chứ không phải là có một Phật tánh chân tâm, mà ở đó có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thuộc về định phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh trí, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần, để đến chánh trí, chánh giải thoát. Nếu người đó không có chánh kiến, chánh tư duy đó, thì không có chánh trí và chánh giải thoát. Nên cái phần tuệ đó là nói là viên mãn phần tuệ, là cái phần tuệ được đầy đủ về chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh trí và chánh giải thoát, là giải thoát ra khỏi ngũ uẩn. Như vậy thì Đức Phật đó, Ngài đã biết cái nhân duyên từ cái ngũ uẩn tạo nghiệp bất thiện để đưa đến sự tái sanh trong cõi khổ, cái ngũ uẩn tạo phúc hành để tái sanh vào cõi dục giới như là bảy cõi dư dục giới, cái phúc hành sắc giới để tạo sanh về 16 cõi sắc giới, cái phúc hành vô sắc giới để tái sanh về bốn cõi vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi biên xứ, và cái siêu thế, cái phước đặc biệt đó là tâm đạo tâm quả, đó là tâm siêu thế để chứng ngộ niết bàn, để chấm dứt luân hồi sanh tử. Đức Phật Ngài đã đạt được, và Ngài biết rằng khi nào người nào đó có chánh kiến, chánh trí, chánh giải thoát, thì người đó sẽ hiểu được tại sao phải có chánh tư duy, chánh trí, chánh kiến, chánh trí và chánh giải thoát, để thấy được cái sự luân hồi xuyên qua cái sự suy nghĩ về cái đời sống luân hồi, xuyên qua cái kiếp luân hồi nhiều vô tận như vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng trong tương ưng bộ kinh, chúng ta thấy phẩm tương ưng luân hồi, Đức Phật nói rằng vừa đủ để mình nhàm chán rồi đó. Nếu mình suy nghĩ đúng đó, cũng vừa đủ để mình ly tham. Vì trong đời sống luân hồi đó, nhiều cái kiếp sanh, nếu làm người nữ thì cũng làm người nữ uy quyền nhất, là làm thiên hậu của ma vương. Nếu làm người nam có dục cao nhất cũng là chúa tha hóa tự tại. Như vậy thì tất cả những cái điều đó mình cũng đã có, mà cũng đã vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Nên Đức Phật Ngài nói về đề Bạt Đa đó, thì Ngài cũng kể lại đề Bạt Đa có những kiếp làm thiên chủ đế thích, cũng có cúp kiếp làm vua, rồi Ngài làm con của đức vua này, và đức vua này nhẫn tâm mà chặt tay chặt chân của đứa con của mình. Khi thấy hoàng hậu thương hoàng tử, vua đã ganh tị và đã hành hạ như vậy, như vậy, như vậy. Thì Đức Phật ấy, Ngài không phải chỉ nói riêng bản thân của Ngài, mà Ngài nói về Ngài Anuruddha cũng nhiều lần làm thiên chủ đế thích, Ngài Ananda, Ngài Sariputta cũng có những cái lúc làm thầy của Đức Bồ Tát của chúng ta. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái thiện nghiệp mang lại cái cảnh giới tái sanh, và những cái thiện nghiệp có cao có thấp do cái sự nỗ lực tu tập của mỗi người. Nên thường thường chúng ta thấy tâm thiện cũng phân ra tâm thiện hợp trí, vô trợ, thọ hỷ hay thọ xả, rồi cũng có tâm thiện hợp trí hữu trợ, do thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ, rồi cũng có những cái tâm thiện ly trí, không có
vô trợ nhưng mà cũng có những tâm thiện, ly trí nhưng mà hữu trợ, cũng có thân trợ, khẩu trợ, ý trợ, có những cái tâm mà sanh lên làm thiện mà thiếu tư, là trước khi làm không có quan hỷ, trong khi làm cũng không quan hỷ và sau khi làm cũng không có quan hỷ, cho là cái tâm thẩm tấn thiện để sanh làm người lạc vô nhân. Thì có những người họ làm ác do tham sân si, do tà kiến họ tạo những cái nghiệp ác, họ sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Đức Phật Kỳ cũng nói lên như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp bất thiện thì tâm bất thiện, nghiệp bất thiện, tái sanh không hiền thiện. Các pháp thiện thì tâm thiện, nghiệp thiện, tái sanh vào hiền thiện. Đức Phật Ngài thấy như vậy và Ngài nói lên cái sự nỗ lực. Còn tỳ khưu Sa Tý là người đánh cá, nghe Đức Phật thuyết về bổn sanh, nghĩ rằng có một cái sự luân hồi, có một cái danh sắc từ kiếp này đến kiếp kia, từ kiếp này truyền đến kiếp kia cho đến bây giờ Ngài thành Phật. Điều đó nó không có phù hợp với cái tư tưởng, với cái lời dạy của Đức Phật. Đó là những cái tưởng điên đảo, đó là cái thường kiến, chứ không phải là cái chánh tư duy và chánh trí, hay là chánh kiến và chánh trí và chánh giải thoát. Một cái sự sai lầm gọi là tâm điên đảo, tưởng điên đảo và kiến điên đảo. Tâm điên đảo là vô thường là thường, khổ cho là lạc, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tốt đẹp. Thì tưởng điên đảo cũng giống như tâm điên đảo, cũng giống như kiến điên đảo. Điều đó là cái điều mà sanh ra các loại tà kiến, nhất là thường kiến. Mà thường kiến thì chúng ta thấy cũng rất là khó diệt trừ. Đoạn kiến thì chúng ta nghĩ rằng chết là hết, chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà thường kiến chết là vẫn còn. Chúng ta vẫn nghĩ rằng có một cái gì đó từ kiếp này đến kiếp kia, cho đến kiếp này, cho đến kiếp trời, rồi kiếp sau nữa. Đó là một điều hiểu cũng giống như tỳ khưu Sa Tý. Điều này nó không đúng. Và chúng ta phải hiểu các pháp hiện hữu, các pháp khi hiện hữu đó, hễ mà pháp thiện thì tâm thiện, nghiệp thiện sanh vào cõi. Nhưng mà cái pháp bất thiện thì tâm bất thiện, nghiệp bất thiện mà sanh vào cõi khổ. Chúng ta hiểu như vậy đó thì gọi là hiểu theo pháp, sống theo pháp và hiểu theo pháp. Còn hiểu với cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo đó, là chúng ta hiểu ngược trở lại với cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái đó là cái thường kiến hay cái đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến. Cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái này đó thì con nghĩ rằng cũng rất là nhiều những cái lý pháp, cái sự trình bày và cái thời gian giới hạn đó, với thời gian đó, thì con nghĩ cũng phải giới hạn. Và cái sự hiểu biết của các ngài có cái sự sai khác. Và bài học cần có cái sự thảo luận của quý ngài, nên con xin chấm dứt cái bài kinh đoạn Đại Kinh Đoạn Tận Ái, cái đoạn cuối cùng của cái bài kinh này với phần trình bày của con như vậy. Phước nào phát sanh được kính dâng lên quý ngài, chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin đảnh lễ và thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận. Sa thú kính trinh từ tòa pháp đăng, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa Thế Quyền để trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Không biết thượng tọa Thế Quyền có nghe được không? Nếu thượng tọa Thế Quyền đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa Thế Quyền có ở trước máy và có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có thể xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 1. Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông đang ở trước máy, xin Sư Nguyên Thông hoan hỷ cho biết. Có hỏi quý vị Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Sư Huynh Thông, Sư Huynh Thông quan hỷ cho biết là ở trong bài kinh này có một đoạn Đức Phật dạy rằng đối với sắc, thinh khí, vị, xúc, pháp, như sắc thấy bằng mắt, thinh nghe bằng tay chẳng hạn, thì không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu. Mình muốn được như vậy thì mình thực hành như thế nào?
thực hành thế nào để không có tham ái đối với cái đẹp và không ghét bỏ đối với cái xấu. Xin kính thỉnh sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ thảo luận câu 6, thảo luận số 1 hỏi rằng thực hành như thế nào để khi thấy sắc bằng mắt không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu. Kính thưa sư phụ, Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy chúng ta là những người Phật tử cũng như là những người tu sĩ phải luôn ở trong cái thế chánh niệm tỉnh giác. Thế chánh niệm tỉnh giác tức là chúng ta đang sống trong cái giây phút hiện tại, giờ này, tại đây, ngay bây giờ. Và khi thống sống như vậy đó, thì chúng ta đã trụ cái tâm của mình vào cái giây phút hiện tại với lục căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên khi mắt thấy sắc thì Đức Phật đã giảng dạy rằng không có nắm tướng chung mà không nắm tướng riêng. Câu đó có nghĩa gì? Thí dụ như mình thấy sắc là người nam mà thấy người con gái thì không cho rằng đây là một người con gái, đây là một thiếu nữ, đây là một giai nhân, là mắt như thế nào, tai chân như thế nào. Vì vậy cho nên là những Đức Phật giảng dạy là khi thấy mắt thấy sắc thì chúng ta phải biết rằng cái thấy của con mắt chứ không phải là cái thấy của một con người. Nhưng nếu mà nói thấy cái thấy của con người thì chúng ta có thể tham ái, nhưng mà nếu mà cái thấy của cái sắc và cái nghe của lỗ tai thì chúng ta nghe xong rồi bỏ, tức là không có vướng mắc những cái trần cảnh bên ngoài. Vì vậy cho nên trong giáo pháp Đức Phật thì người ta nói vấn đề là buông xả, tức là letting go, nghĩa là nhìn thấy cái gì thì thấy cho biết rồi thôi, rồi không có đụng chạm. Vì vậy cho nên là Đức Phật giảng dạy là khi mắt thấy sắc không nắm tướng chung mà không giữ tướng riêng, và xả ly tất cả những cái điều gì là mình thấy là như vậy, thì chúng ta sẽ tránh được cái dòng tiềm tỏa của ma vương. Và muốn được như vậy thì người hành giả đó phải có cái công năng tu tập. Công năng tu tập đó là gì? Tức là những cái pháp thiền, tu thiền, tức là thiền chỉ hay là thiền định Samatha và thiền quán Vipassana. Mà nếu chúng ta có thiền chỉ Samatha, tức là chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mà khi chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta biết rằng chúng ta không tham đắm. Kính thưa sư phụ, đó là những cái điều mà con đã học hỏi. Con biết được chỉ có bao nhiêu đó thôi, có lẽ là không đầy đủ và không đúng. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những gì mà con nói chưa được đúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Sa thú xin kiến sư Nguyên Thông. Thượng tọa đại quyền, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa đại quyền, thượng tọa có nghe được không? Đại đức pháp tính, đại pháp tính có ở trước máy và có nghe được không vậy? Nếu đại pháp tính nghe được, xin đại pháp tính hoàn thiện cho biết. Có lẽ là chúng ta trở lại với thượng tọa pháp đăng. Thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Yeah. Thì thấu rằng trong bài kinh này có một đoạn Đức Phật ngài mô tả về đời sống của một vị xuất gia, từ cái niềm tin ở Phật. Và ở trong đó thì Đức Phật ngài có đề cập cái đoạn này. Đoạn này đoạn dài sẽ phải post hai lần. Hy vọng rằng là chư công đức và quý Phật tử có thể đọc đầy đủ. Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này không đến chỗ kia để nói để sanh chia rẽ cho người này, nghe điều kia không đến nói với người này để sanh chia rẽ cho người kia. Như vậy vì ấy sống hòa hợp với những kẻ ly gián, khuyến khích kẻ hòa hợp, khoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm, đến tâm, tao đẹp lòng người, từ bỏ nói lời phù phiếm. Tránh xa nói lời phù phiếm,
nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng bị gìn giữ, nói những lời hợp lý, thuận lý, mạch lạc, có hệ thống. Phải chăng là đoạn kinh trên mô tả chánh ngữ người xuất gia? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Pháp Đăng. Xin lỗi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cầm mic kính thỉnh Thượng tọa. Hello, hello, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Trong cái đoạn kinh này đó thì thật sự là nói về giới phần. Giới phần thì thật sự là chánh ngữ, quý vị. Khi mà chúng ta nghe hết cái đoạn đó thì chúng ta thấy rằng cái vị tu sĩ đó, đó những cái gì mình nói ra đó, mình chỉ nói theo cái thiện thôi. Thì cũng như chúng tôi nói quý vị đó, từ cái bởi vì cái tâm hành là thọ tưởng, thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ. Thì bây giờ mình thử hiểu như thế này thử coi. Bởi cái thọ tưởng khi nào người đó họ nói cái việc gì thiện đó, thì cái thọ của họ nó liên hệ đến những cái tâm, cái cảm thọ trong tâm thiện hợp trí. Nên họ giữ cái lời nói. Những cái gì họ hứa với ai đó thì họ giữ lời, như vậy mà chúng ta gọi là chánh ngữ. Họ không phản lại những lời nói. Khi mà họ nói như thế nào đó, họ không phản lại cái lời nói của họ. Thì chúng ta cũng thấy ở đời, khi người ta gặp người này ta nói cái kiểu này, gặp người kia nói kiểu kia đó, thì họ không có được cái uy tín. Còn ngược lại cái vị tu sĩ đó, nên thường thường người ta nói rằng cái phần mềm, cái quay lực mềm, hay là cái phần mà người ta nói rằng cái uy quyền thế lực đó, nhưng mà những cái người tu sĩ họ có cái phần mềm, hay là mình gọi là cái uy lực đó. Cái uy lực là cái lời chân thật của họ, cái đó là cái những cái bậc thánh đó, họ đã thuyết giảng lên cái chân lý, và cái người tu thực hành được cái chân lý đó, nên cái người tu đó là sống hòa hợp với những kẻ ly gián. Người ta ly gián mình biết, và mình khuyến khích họ không nên ly gián. Những cái người mà họ sanh ra cái chuyện mà xung đột, mà chúng ta thấy trong nhóm luật sư hay là nhóm tất thực sư đó, thì cũng có những cái điều này. Nhưng mà những cái vị mà có cái tâm đó, thì khuyến khích người đó đừng có nói chia rẽ.
vì nói những cái lời chia rẽ như vậy á, nên á, những cái người mà có lời chia rẽ như vậy đó sanh làm những con lời ngã quỷ heo, do cái ác nghiệp mà ác tâm á, mà ly giác. Thì ở trong kinh ngã quỷ cũng có nói lên nhiều cái việc làm của những cái vị tu sĩ hay là tỳ khưu tỳ khưu ni hay là thức xoa hay là cận sự nam cận sự nữ mà sống không có giữ giới về ly giác ngữ đó, nên khi mà sanh ra đời họ bị nghiệp ác của họ tạo cho cảnh giới tái sanh của họ cái ác nghiệp. Còn Đức Phật ngày cũng nói về Thiên Chủ Đế Thích có những lời cam ngôn mỹ từ, và ngài nói với cái lời nói không có sân hận, ngài sanh làm Thiên Chủ Đế Thích. Thì nói như vậy thì Đức Phật này cũng dạy Chư Tăng là muốn làm thánh nhân còn vượt khỏi cái phúc hành nữa, còn cao hơn nữa, nên nó bị đó tránh bỏ, tránh nói những lời phù phiếm, nói những lời nói không đúng thời, hay nói những lời nói không chân thật, hay là nói những lời nói phi pháp mà phi luật, những cái lời nói ác khẩu vọng ngôn ác ngữ, thì vị đó phải từ bỏ tất cả, chỉ nói những cái lời nói ngược lại đó, là những lời nói mà chúng ta gọi là thiện pháp đó, thiện tâm. Nên khi mà thọ và tưởng đó là thiện đó, thì khẩu hành đó, tầm và tứ là thiện. Bởi vì chúng tôi nói quý vị cứ suy nghĩ đi, cái thọ và tưởng đó, nếu mà người đã sống cái thiện tâm đó, thì họ nói những lời Phật pháp, cái cảm thọ là không có lỗi lầm đó, cái tưởng là cũng không có lỗi lầm. Nên cái tâm hành của họ là thọ và tưởng đó, thì họ có cái khẩu hành là tầm và tứ, họ tìm kiếm và quan sát, họ nói những lời nói nào lợi ích, nói những lời nào nói là hòa hợp, nói những lời nào đúng thời đúng lúc, nói những lời nào đó mà từ bỏ tham sân si, sống độc cư an tịnh, sống biết đủ, như là những cái lời mà Đức Phật gọi là pháp và phi pháp đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hễ một cái người có cái tâm thiện đó, thì họ có cái khẩu thiện, do cái khẩu thiện họ nói những cái lời hiền thiện, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái người có cái thiện tâm, thọ và tưởng của họ nó tương ứng với cái phúc hành, thì họ nói những lời đúng với những lời nói mà Đức Phật ngày dạy về lời nói theo cái tốt đẹp. Nhưng mà khi mà cái thọ và tưởng là cái thọ là cái cảm giác của họ đó, và cái tưởng là cái kinh nghiệm của họ trong tâm của họ đó, thì họ có cái khẩu hành là bất thiện, họ tìm kiếm những lời nói ly gián, những lời nói độc ác, ác ngữ, những lời nói không có tin tưởng, không phản lại với đời. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật á, thì ngài dạy cái nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng giới phần. Thì cái phần mà mình không sống, mà không nói đó, những cái lời nói mà làm tổn thương người khác, nói những lời nói hòa hợp, khích lệ những lời nói hòa hợp, và mình sống với những người ly gián nhưng mình không có ly gián. Bởi vì Đức Phật ngài là bậc giác ngộ đó, ngài sống ở trong cái đời sống người ta tội lỗi, nhưng mà ngài khuyên người ta, những người nào mà họ lỗi lầm rồi, họ biết lỗi lầm, họ từ bỏ lỗi lầm. Nên thường thường Đức Phật nói rằng có lỗi lầm mà rằng lầm lỗi đó, không lỗi lầm lại chối lỗi lầm đó, có lỗi lầm lại chối lỗi lầm đó, cứ ôm tà kiến vào tâm, đường lành thì rất là xa xăm. Còn khi một người đó, Đức Phật nói ngu mà tự biết mình ngu đó, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Thì Đức Phật ngày nói chúng ta biết rằng mình nói những cái lời nói, mình nghĩ mình là người trí, nhưng mà thật sự không có trí gì trong đó hết. Những lời nói xảo ngôn, xảo ngữ, nói những lời ác độc, nói những lời phù phiếm, nói những lời hí luận, nói những lời đưa đến cái nghĩa là tranh đấu bằng binh khí miệng lưỡi, thì điều đó Đức Phật ngày nói rằng điều đó không có tốt đẹp, không có mang lại cái lòng tin cho người ta. Vì mình nói những lời nói như vậy không mang lại lòng tin. Còn ngược lại nói những lời hòa hợp, nói đúng thời đúng lúc, nói không phản lại với đời đó. Bởi bình thường quý vị thấy những người họ làm chứng đó, họ phản lại với đời là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, biết nói không biết, không biết nói biết, thì gọi là nói dối, nói những sự không thật. Thì vì cái lợi tức nào đó, nên chúng ta thấy hiện giờ đó có một số người họ nghe lời cái quyền lực nào đó, cái tài lộc nào đó, mà họ phản lại với một số người, họ làm chứng ngược trở lại, thì chúng ta thấy rằng những người đó thì đâu phải là những người đó họ nói như vậy là người ta sẽ tin hết đâu. Người ta thì có phán đoán, và khi phán đoán người ta biết cái đó là cái bọn vì danh vì lợi vì tiền vì tình gì đó mà họ nói dối vậy thôi, chứ họ không phải nói đúng với sự thật.
thì chúng ta cũng thấy đời người ta cũng đánh giá, dù là người đó là những luật sư hay là những tòa án, họ cũng nói là những cái buổi tòa, những cái buổi tòa, những cái sự án đó, bất công, không có pháp luật như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, những cái lời nói, những cái hành động, cái lời nói của mình như vậy đó, thì cũng do cái tâm mình suy nghĩ, và cái lời nói đó cũng thuộc về khẩu hành, ý hành và khẩu hành đó. Thường thường trong luật gọi là những cái điều này phạm tội là do cái khẩu hành, do ý hành. Còn khi mà thân hành động thì nó lại ngược lại, có do cái thân khác. Thành là chúng ta hiểu là như vậy. Còn khi mà cái khẩu hành và cái ý hành mà tốt đẹp đó, thì Đức Phật là không có lầm lỗi, không có lầm lỗi, không đáng chê trách. Thì rõ ràng là cái đoạn này Đức Phật ngày dạy giống như một vị tu sĩ có chánh ngữ vậy đó. Cái lời nói của mình đúng đắn với cái thiền pháp, với cái thiền tâm, với cái nghiệp thiền. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Nếu cần nói thêm cái gì đó thì xin thượng tọa. Sao thuộc cái kinh thượng tọa Pháp Tân? Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy và nghe rõ, kính trình thượng tọa con hỷ trả lời cho câu số 3. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân. Dạ vâng. Thì Hậu Thanh, trong bài kinh ngày hôm nay, kinh nói về đoạn tình ái đó, thì ở trong đó Đức Phật Ngài có đưa ra một điều rằng khi một người tu tập, đối với một người tu tập khi mắt thấy sắc á, vẻ không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi sanh, vì ấy tự chế nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Thì tòa Pháp Đăng có thể giải rõ về những này và cho một vài thí dụ cụ thể về phương pháp thực hành này không? Kính thưa tòa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Lễ Đức Pháp Tính, Lễ Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã rõ. Dạ, ở đây đó thì con nghĩ Phật Pháp thì có nhiều cái pháp môn mà Đức Phật Ngài dạy ở ý nghĩa ở từng cái bài kinh, từng đoạn kinh khác nhau. Nhưng mà khi mà nói đến cái việc tu tập mà trong nội dung của cái đoạn kinh mà Thượng Tọa vừa nhắc á, thì con nghĩ đó cũng là cái sự tu tập. Bởi vì sao? Như là trong kinh nói là tu tập thân, tu tập tâm hay là tu tập khẩu, lời nói cũng là cái sự tu tập. Nhưng mà khi mà mình nói rằng thường đó thì con thấy rằng là trong cái đời sống này thì hiểu theo cách nào đó thì cái sinh hoạt ở trong các cái căn của mình hàng ngày nó luôn luôn hoạt động. Và căn thì tiếp xúc với các cái trần cảnh. Khi mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thì chúng ta dễ dàng sinh ra cái do cái sự gặp mặt của căn cảnh như vậy đó, cho nên là dễ sinh ra các cái cảm thọ. Và từ đó là mình là chúng ta thấy rằng nếu mà một người không có nhìn lại cái tâm của mình, không có thấy cái tâm của mình và không có trao dồi cái tâm của mình, tức là không có tu tập thì dễ sinh ra những cái phản ứng thuận nghịch, tức là thuận ở đây đó là chúng ta thấy cái cảnh nó quá hấp dẫn đi, qua mắt thấy hoặc là qua tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và tâm mình suy nghĩ. Thì khi mà mình thấy cái cảnh gì mà nó quá hấp dẫn đi, nó làm cho mình thích thú với cái cảnh đó, thì đó là phản ứng thuận. Nhưng mà phản ứng nghịch tức là chúng ta gặp những cái cảnh gì
qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý của mình suy nghĩ, mình không hài lòng cho một cái gì đó. Ví dụ như là một người thấy một người nào đó, một ai đó mà mình không thích, bây giờ tự nhiên là mình thấy cái người đó là mình không vui rồi, không hài lòng rồi. Hoặc là bây giờ là mình nghe cái âm thanh gì đó mà cái âm thanh đó mình không thích thú, không hài lòng với cái âm thanh đó, thì đó là mình đã khó chịu rồi. Cho nên khi các căn mà tiếp xúc với các cái trần cảnh á, mà chúng ta thấy khó chịu, chúng ta phản ứng, chúng ta không nói rằng ở đây đó là hoàn toàn bực bội nóng giận lên như là cái sân mà được gọi là mô tả, nhưng mà cái không hài lòng với những cái cảnh đó thì nó đã trở thành gọi là cái gọi là bất mãn hay là cái không hài lòng đó. Đó là những cái phản ứng nghịch ở trong kinh mô tả. Thì theo con nghĩ đó thì như là trong kinh Phật dạy đó là cái việc mà mình tu tập á thì nó có nhiều cái phương pháp, nhưng mà tu tập mà nói về căn tiếp xúc với trần cảnh á, khi mà mình có cái sự thu thúc ở đây đó là thu thúc bằng cái chánh niệm, cái ghi nhận. Ví dụ như bây giờ mắt mà mình nhìn thấy cảnh sắc á thì mình hiểu đó là như một trong những cái căn cảnh gặp mặt nhau thôi. Thấy cũng chỉ là thấy. Nếu mà mình hiểu theo cái cách chân đế đó, thì thấy cũng chỉ là thấy. Bởi vì căn là con mắt, mà cảnh tức cảnh sắc đối với lại con mắt đó, hoặc là cảnh thinh thì đối với cái tay đó, tay của chúng ta, rồi cảnh khí thì đối với lại cái mũi của chúng ta, cảnh vị thì đối với cái lưỡi của chúng ta, cảnh xúc thì đối với cái thân của chúng ta, là cảnh pháp thì đối với cái tâm của chúng ta. Như vậy thì khi mà mình thấy hay là nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ đó, thì chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta ghi nhận, biết là như vậy. Và khi mà mình phân biệt đó, mình phân biệt để rồi mình sinh ra cái phản ứng, mình thích thú. Ví dụ như quý vị thấy rằng mỗi người có một cái sự thích thú khác nhau. Có mỗi người thì mặc dù là các căn tiếp xúc với trần cảnh thì nó có thể, nếu không tu tập thì nó có thể sanh phiền não, nhưng mà rõ ràng là có người thích cái này và thích cái người kia. Ví dụ như là một người thích nhìn cái cảnh đẹp, sắc đẹp gì đó thôi, nhưng mà đối với họ thì ăn uống rất là bình thường, ngủ nghỉ rất bình thường, qua lo. Nhưng mà có người thì thích ăn uống rất là dồi dào, rất là phong phú, rất là thích cái này, thích cái kia, nay cái này, mai cái nọ. Nhưng mà đối với họ thì hưởng thụ cái cảnh sắc về cái đẹp của vẻ đẹp của phong cảnh, vẻ đẹp của người này, người kia, vân vân, thì đối với họ là bình thường. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là trong mỗi các cái căn á, trong các cái căn của mình, trong mỗi căn như vậy tiếp xúc với trần cảnh thì nhiệm vụ của mình là không có nên nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Mà trong kinh mô tả đó là tướng chung là sao? Thí dụ như là chúng ta gặp một người khác phái, gặp một người khác phái, giống như là nam gặp một cái cậu thanh niên mà gặp một cô, một cái người phụ nữ, hay là một cái người phụ nữ gặp một cái người đàn ông, vân vân. Thì khi mà mình nắm giữ tướng chung ở đây đó là trong kinh mô tả rằng giống như là chúng ta phân biệt cái người đó là người nam hay là người nữ, người già hay là người trẻ, người già hay là người trẻ, người nam hay người nữ. Thì dĩ nhiên là khi mà mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta nhìn người đó, chúng ta biết người đó người nam chứ, chúng ta cũng biết cái người đó là người nữ chứ, chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi mà nắm giữ tướng chung ở đây đó, có nghĩa là chúng ta phân biệt cái người này người nam, người này người nữ, rồi cái người này người già hay là cái người người trẻ, rồi cái dốc dáng đó ra sao, rồi cái này cái kia. Thì trong cái mà mình chấp tướng chung, thí dụ như bây giờ đó là mình thấy một, giống như có một người nào đó thấy một cái người nam
hay là thấy một cái người nữ, mình thấy người đó, đó là người nam hoặc là người nữ. Thì khi chúng ta phân biệt như vậy, thì từ cái phân biệt nhân ngã mình và tôi đó, ta và người khác đó, thì chúng ta dễ sinh ra cái phản ứng, cái nam nữ đó, cái già trẻ đó, cái tướng chung và tướng riêng, tướng chung đó. Rồi bây giờ đó là mình, bây giờ là khi mà mình tìm tòi, mình nhìn vào, giống như trong trong Di Diệu Tạng có ví dụ con mắt của chúng ta đó, nó giống như cái con rắn, nó giống như cái con rắn. Con rắn là quý vị thấy rằng nó có cái đặc tính đó, là nó chui lủi ở trong rác, ở trong kẽ, ở trong những cái hang, nó chui vào. Thì con mắt chúng ta đó là nó luôn luôn đi soi mói tìm kiếm những cái cảnh gì đó nó đẹp. Là khi mà mình phân biệt tướng riêng ở đây đó, là mình nhìn dắt theo cái cách chế định. Chế định đó, thì quý vị biết là chế định pháp thế gian lại gọi là chế định mà. Chế định là định đạt. Định đạt đó là do thế gian định đạt. Rồi trong cái quan niệm của mình, cái suy nghĩ của mình đó, nó cũng là chế định. Chế định là nó thuộc về giả định hết. Nó giả định là con mắt nó đẹp như vậy nè, dọc con mắt là tầm nè, mắt mày mày tầm nè, rồi mũi mũi dọc dừa nè, rồi nam thì mặc chữ điền nè, mà nữ thì mặc trái son nè, vân vân, rồi tướng đi gọn ghẽ, rồi nam thì tướng giảm dở, vân vân và vân vân, rồi nước da thì trắng, có người thì quan niệm là phải ngâm đen là đẹp, có người phải nói là trắng toát rồi trắng ra thì mới là đẹp. Rồi có người thì nghĩ là, có người nghĩ là da đen mới là đẹp. Thì tùy theo cái chế định của một cái suy nghĩ riêng của cái người đó, mình nhìn ở trong cái giả định chế định đó. Rồi tùy theo cái tập quán, cái phong tục, cái truyền thống văn hóa của một cái dân tộc đó, một địa phương đó, thì nó hình thành nên cái mà chúng ta nói là nó có cái tướng riêng đó, mà nó đẹp, nó đẹp. Con mắt nó đẹp như thế này là đẹp, rồi là tai như thế này là đẹp, nước da như thế này là đẹp, mái tóc như thế này là đẹp, tướng đi như thế này là đẹp, rồi giọng nói như thế này là đẹp, rồi miệng cười như thế này là đẹp, rồi vân vân và vân vân. Nói chung là mình phân biệt những cái chi li nhất ở trong cái tướng của con người thì đó được gọi là tướng riêng, tướng riêng. Như vậy thì chúng ta định đạt vào, chúng ta chế định khi mà nhìn, mắt nhìn thấy đẹp, tai nghe âm thanh im đó. Sự thật ra thì cái âm thanh im thì nó cũng chỉ chẳng qua là âm thanh thôi, nếu mà mình xét kỹ âm thanh. Vì nếu không có thiếu một trong những cái có căn mà không có âm thanh thì cũng không thành được. Và là có căn có cảnh mà không có thức, tức là không có tâm, giống như một xác chết đó, thì chúng ta cũng không tri giác được cảnh thinh. Không tri giác được cảnh tinh, có mắt mà không có cảnh sắc, có mắt có cảnh sắc mà không có tâm nương tựa vào con mắt để mà biết được cảnh sắc, thì chúng ta cũng là một cái không được gọi là hình thành được cái sự thấy của mình được. Cho nên nếu chúng ta khi mà một người mà tu tập đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình ngăn ngừa từ ở cái chỗ là khi mà mình biết nhìn mắt thấy cũng chỉ là thấy, trong kinh dạy là như vậy, nghe cũng chỉ là nghe, chứ chúng ta đừng có tấp chấp cái tướng chung ở trong đó và đừng có chấp cái tướng riêng trong đó. Thì khi chấp tướng chung tướng riêng á, thì bản chất của người phàm phu á, thì nó luôn luôn tiềm ẩn những cái phiền não ở nội tâm. Cho nên mà khi mà căng mà bắt sức với cảnh trần, cần trần cảnh á, mà chúng ta không có sự thu thúc, tức là có sự tu tập bằng đời sống chánh niệm và tỉnh giác, thì cái phiền não nó có thể dễ dàng khởi lên. Phiền não ở đây có thể hiểu là nó gồm hai cái căn bản là tham và sân si. Tham sân, tham sân. Nhưng mà hả, mà do cái si đó, tức là do cái vô minh của mình, cho nên mình nhìn thường là nhìn ở trong cái giả định không, và là mình nghe là nghe trong cái giả định, tức là cái chế định của pháp thế gian thôi. Định đặt như thế này là đẹp, như thế này là tốt đó. Thì từ đó chúng ta mới sinh ra cái phản ứng. Phản ứng là gọi là phản ứng thượng nghịch.
Vì vậy cho nên là tham, chúng ta nhìn lại cái tâm của mình cứ là thích thú, ham đắm, dính mắc vô trong đó thì tham khởi lên. Còn phản ứng nghịch tức là chúng ta không hài lòng, bực bội, khó chịu hay là một cái gì đó khi căng tiếp xúc với trần cảnh thì sân tâm nó sẽ khởi lên, đó là khởi lên cái nghịch, gọi là phản ứng nghịch. Phản ứng nghịch thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà tu tập là phòng hộ bằng đời sống chánh niệm, tức là phòng hộ các căn cũng là một cách tu tập. Một cách tu tập. Và ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh có một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói là có những lậu hoặc cần phải do phòng hộ đoạn trừ. Thì phòng hộ ở đây là phòng hộ con mắt của mình, phòng hộ tay của mình, phòng hộ mũi của mình, lưỡi của mình, thân của mình và tâm của mình. Cái phòng hộ đó là phòng hộ bằng cái đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta có phòng hộ có nghĩa là có cái sự trang bị và có cái sự hộ vệ cho cái gì mà căn tiếp xúc với các cái trần cảnh, thì đó cũng là cái cách tu tập. Để chi? Để ngăn ngừa không cho phân biệt tướng chung, không cho phân biệt tướng chung và tướng riêng đó, và không cho phân biệt gọi là phản ứng thượng nghịch đó, để rồi phiền não nó không có sanh khởi lên. Đó là cái cách tu tập bằng cái cách phòng hộ. Cho nên là trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật có dạy rằng là lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tay, lành thai là phòng hộ lưỡi, phòng hộ mũi, thân và tâm, lành thai phòng hộ. Nếu mà mình phòng hộ được như vậy đó là cái sự an lạc của trong đời sống của mình đó, là luôn luôn có một cái sự an lạc ở trong đời sống. Là vì sao? Nếu chúng ta để ý cái tâm của mình nó cứ bắt theo cái trần cảnh hoài, không định tĩnh, không có chánh niệm, thì cứ là tâm của chúng ta cứ trôi lạc theo các cái trần cảnh. Hả? Bắt cảnh nào thì chúng ta vui buồn lẫn lộn thì nó cũng đi theo các cái trần cảnh đó, do chúng ta không có chánh niệm. Do vậy thì mình không có làm chủ được với cái nội tâm của mình, thì như vậy thì chúng ta làm gì có một cái trạng thái an lạc từ nội tâm. Cho nên nhiều khi đó là mình bị các cái trần cảnh nó chi phối trong ngũ dục sắc tinh hương vị xúc đó. Cho nên là mình ở trong một cái trạng thái khao khát, ở trong một cái trạng thái không hài lòng. Cho nên chính hai cái trạng thái đó nó làm cho cái nội tâm mình không thể yên tĩnh, không thể định tĩnh và không thể có được cái sự an lạc, do một cái trạng thái bồn chồn, lo sợ, khao khát. Chính vì vậy cho nên là khó có được cái sự an lạc. Trong khi một người có tu tập chánh niệm và tỉnh giác thì cái người đó, sự thật ra mình nói mình tập cho mình đó là một cái cách khó, nhưng mà chính mình có được cái chánh niệm và tỉnh giác trong các cái căn do mình thu thúc do có sự thu thúc các căn của mình thì thật sự là mình có được sự an lạc. Mắt mình nó cũng thấy vậy, tai mình cũng nghe vậy, nhưng mà mình cũng không có sinh ra cái phản ứng gọi là thuận nghịch. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái cách đó là cái cách chế ngự, cũng là cái cách mà tu ở đâu không xa, tức là tu đối với các căn của mình, đặc biệt là mình giữ cái tâm của mình, thì có lẽ là mình cũng được cái sự an lạc rồi. An lạc trong hiện tại, rồi an lạc ở trong tương lai rất là nhiều. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thủ cái trình Thượng Tọa Pháp Tình, Thượng Tọa Tây Quyền, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tây Quyền nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô tiếp theo. Thưa Thầy Tuyên Nguyên, ở trong đoạn này Đức Phật Ngài có đề cập đến cái phiền não mà một vị tỳ kheo tu tập hàng ngày cần lưu tâm từ bỏ đó. Thì
muốn muốn được hỏi ý kiến sư thầy, tại cái câu này nó hơi dài chút xíu, thầy phải post hai lần. Vì ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát đi tham ái, gột rửa hết tham ái, rồi từ bỏ sân hận, vì ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ bẩn thương xót với tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, vì ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa hết hôn trầm thủy miên, tức là có tham, có sân, có hôn trầm thủy miên, rồi có trạo hối, từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử, nội tâm thầm lặng, gột rửa hết tâm trạo cử hối quá, tức là ở đây là chúng ta nói trạo hối, rồi từ bỏ nghi hoặc, vì ấy sống thoát khỏi nghi hoặc, và từ bỏ các thiền pháp, chúng ta gọi là năm truyền cải. Thì theo thiền tọa Thiện Quyền thì năm truyền cải này nó liên quan đến tham sân si như thế nào. Và thường bên Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Bắc tông có cái chữ gọi là tham sân si mạn nghi tà kiến, nó có tương đương với năm truyền cái này không? Xin kính thỉnh sư tọa Thượng Quyền con thì cho biết về cảm nhận sư tọa về điều này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, dạ, thưa chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, để Đức Phật tính đệ tử Từ Tri, Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Nguyên Thông cùng chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện trong đông thân trợ lớn nhất tôi nữa cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật thì nếu như mà chúng ta nói một cách chung hết thì dụ cho là các pháp bất thiện thì nó phải đi từ căn căn bất thiện của tham, căn bất thiện của sân và căn bất thiện của si. Nếu chúng ta nói trên năm cái thiện, năm cái pháp đó, như chẳng hạn như là trạo hối, hoài nghi, rồi sân mạn nghi vân vân, thì những cái đó nó trùng với bên bên Bắc tông hay không, thì nó cũng có những cái nó cũng tương đương, nó cũng giống, như điều mà nó có những cái ở bên Bắc tông thì nó nói mình ở nó cái lĩnh vực đó, nhưng người ta không có phân tích. Còn ở bên thí dụ như kinh, nếu chúng ta học bên Vi Diệu Pháp thì chúng ta biết là nó đi theo cái nhóm phần của nó. Thí dụ như là sân thì ở đó cái tâm sân đó, cái tâm khó chịu, cái tâm bực bội mà chúng ta gọi là sân tật lận hối, rồi cái tham tham tật kiến ngã mạn, rồi si ở đây là si vô tập quý phóng vật, hoặc là si thì nó có hai đó, là tức hạn như là si hoài nghi và si phóng vật, thì chúng ta thấy nó cũng phổ quát như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy mạn nghi ở đây nghi và tà kiến, thì ví dụ như là mạn nghi tà kiến thì chúng ta biết nếu như là chúng ta nói si mạn nghi tà kiến thì nó chỉ là ở trong đó là cái gì là tham và si, thì si nó đấy đã hàm, nó đã chứa trong rồi. Thì ở trong nếu mà coi tu vi pháp thì nó không phải như vậy, thì nó không như thế này. Si tức là có si vô tạp vô ý phóng dật, coi như tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối, thì cái sân độc thì cái căn gốc rễ nó đi theo cái chúng cái nhóm của nó. Thì cũng về một vị mà tu tập mà gội rửa hết cái trạo cử ở đây, tức là trạo cử đó tức là hôn phật đây là sân ha, chúng ta nhớ cái trạo cử này nó thuộc về ở trong cái sân phật, rồi cái cả hôn vậy, rồi rồi chúng ta biết cái nghi thì như đã nói rồi, nó sự gì si hoài nghi, cái trạng thái phân vân lưỡng lự, nó chỉ có tham, tham thì có tham tà kiến, tham ngã mạn, nó liên quan tà kiến, liên quan tới ngã mạn. Thì như vậy thì hỏi như nó có giống nhau hay là khác nhau, thì chúng ta thấy trên bên Bắc truyền thì trình bày như vậy thì nó đã dư, tức là tham sân si mạn nghi tà kiến thì nó dư, nếu chúng ta tính theo cái chi pháp của nó thì nó dư. Nhưng ở đây thì nếu nói trên tinh thần mà
trong cái bài kinh đó, thì chúng ta biết là Đức Phật ngài cũng tụ chung là nói rằng thí dụ giờ năm cái truyền cái này đó thì chúng ta thấy nó là một cái pháp mà nó cản trở, là nó ngâm tẩm chúng sinh, nó che khuất chúng sinh ở trong cái tinh thần mà chúng ta không thể thấy được các pháp, thấy được các cái thánh pháp, hay là nó không mở cho ta để chúng ta diệt trừ được cái hay là không có chánh niệm khởi sanh, không có tỉnh giác khởi sanh được khi mà chúng ta bị các cái pháp cái này nó che khuất. Thì cũng vậy, ở trong sự tu tập đó, nó đòi hỏi là vị hành giả phải vượt qua cái gì, không có bị cái sự từ bỏ cái tham ái, sống ly tham, gội rửa cái ly tham và từ bỏ cái sân, và từ cái sân đó thì sống với cái lòng từ, và từ bỏ cái hôn trầm thị miên, sống hướng đến cái đời sống tỉnh giác. Thì chúng ta thấy nó chỉ nói đến tham sân si, hay là nói đến lòng tham, nói đến lòng sân, đã nói ra đầy đủ hết. Thì trong sự hôn thủy này thì đó chính là sân tật lẫn hối quá, hoặc thì cái trạng thái mà buồn ngủ, cái trạng thái nó hôn mê đó, thuộc về cái sân phận, hay là thuộc về cái hôn phận mà chúng ta gọi là cái hôn phận. Thì cũng là tham sân si từ ba căn gốc này mà nó khởi sanh thôi. Nhưng trình bày để nói ra cho nó rồi chúng ta biết được một cách rõ ràng hay một cách chi tiết. Chứ thí dụ bây giờ nó si vô tà búi phóng dật, nó là như thế. Tham thì nó gồm tật kiến ngã mạn, sân thì nó có tật lẫn hối. Thì khi chi pháp như vậy, chúng ta nắm bắt như vậy thì chúng ta phân tích. Thì giờ hỏi cái đoạn kinh nói rằng phải từ bỏ tham, sống với cái tâm ly tham, gội rửa hết tham ái, từ bỏ sân để sống với tâm không sân. Tâm không sân thì phải lấy cái lòng từ đối trị cho cái lòng sân. Thì nếu như mà từ bỏ cái hôn trầm, cái thị miên, thì do có cái gì? Có cái chánh niệm mới gội rửa được cái hôn trầm và cái thị miên. Thì kính thưa quý vị, tâm hướng tới với cái tâm thị miên thì hướng về cái ánh sáng chánh niệm, ánh sáng hay là cái chánh niệm tỉnh giác, để chánh niệm tỉnh giác gội rửa hết cái hôn trầm thị miên. Thì ở đây chúng ta thấy lấy cái pháp đối trị của nó mà để mà vị ấy tiến tu, nó là như thế. Thì cái bài thượng tọa đây chính là cái sự trình bày sơ với sự suy nghĩ của con là như vậy. Và nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trưng thượng tọa thượng quyền. Thưa quý Phật tử, còn 10 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, rất là cần thiết để chúng ta có một cái nhìn toàn bộ bài kinh này. Nếu chúng ta không có đọc kỹ và nhìn sự liên hệ chặt chẽ toàn bộ bài kinh này, thì có lẽ như chúng ta thấy rằng đoạn cuối, đoạn giữa của bài kinh nó không liên hệ với vấn đề ban đầu. Duyên khởi của bài kinh này là một vị tỳ kheo tên là Sa Tý nói rằng vị ấy hiểu lời dạy của Đức Phật là có một cái thức hằng cửu đi từ đời này sang đời khác. Mới nghe điều này thì cái nhìn của vị này rất giống như là cái nhìn của nhiều Phật tử ngày hôm nay, đó là có một cái linh hồn. Như Hồ Nguyễn Du có biết là sống là thể phách, thác là tinh anh, có cái linh hồn ở trong mỗi chúng ta, và linh hồn nó đi từ đời này sang đời khác. Và đó là cái nhìn rất là phổ thông ở các tôn giáo, ở trong văn hóa của Tây Phương cũng vậy, và văn hóa của Đông Phương cũng vậy. Người ta nói chữ linh hồn hay là thể xác
Và bây giờ người ta còn nói một cách nhập nhằng, người ta dùng cái chữ tâm linh. Dạ, cái gì nói về tâm linh, tức là họ nói về, về linh hồn. Thì đối với một người mà bình thường đó, nghe nói rằng có cái linh hồn mà chết rồi đi từ cõi này sang cõi khác đó, là một việc rất là bình thường. Chúng tôi sống ở chùa và thường đi tụng kinh cầu siêu đó, thì thưa quý vị, có một cái sự việc là nghe rất là nhiều về cái này, và hầu như nó trở thành một một cái điểm mà chư tăng và phật tử không ai thắc mắc hết. Mình đi tụng kinh đám tang rồi gọi là xong rồi họ đem hình, đem lưu hương về chùa là an linh, rồi họ gửi ở chùa là ký linh, đem cái linh hồn về chùa rồi gửi vào trong chùa, vân vân. Mặc dù vừa là muốn cầu siêu mà vừa là muốn gửi ở chùa, thì ở chùa thì làm sao siêu được, nhưng mà họ thích gửi ở chùa. Thưa quý vị, quan niệm này có vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó là khi chúng ta nói đến linh hồn thì chúng ta không hiểu về cái gọi là tâm thức theo trong Phật Pháp. Linh hồn là không có thay đổi, nhưng mà tâm thức nó có thay đổi. Tâm thức nó là một cái gì rất là tế nhị và rất là phức tạp ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta lấy bốn điểm để mà mình nói về vấn đề của tâm thức. Thứ nhất là tâm thức nó là một cái sự kết hợp giữa căn, cảnh và thức. Căn là như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cảnh là ví dụ như sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Và thức là ví dụ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, v.v. Thì căn cảnh thức này đó, nó tạo nên cái hiện tượng mà chúng ta gọi là tâm thức. Và cả ba cái căn cảnh thức này, nó liên tục thay đổi. Ở một thời nào đó con mắt chúng ta rất sáng, và một thời khác thì con mắt bị cận đi. Hồi mình còn trẻ, mắt tay mình rất bé nhạy, bây giờ thì mắt tay mình là yếu đi. Chúng ta thấy căn thay đổi rồi mà cảnh cũng thay đổi. Cảnh ở đây là chỉ buổi sáng, thưa quý vị, trời sáng, trời tối, lúc nắng, lúc mưa, lúc mà âm thanh hay, âm thanh dở, đối với chuyện mà chúng ta vào trong phao thoát, mà có những ngày thế này, khi khác thì chúng ta thấy cảnh nó cũng thay đổi rồi. Căn thay đổi, thay đổi, thì thức nó cũng thay đổi. Dạ, thức ở đây tức là cái biết của mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, của lưỡi, nó luôn luôn nó thay đổi. Và nếu căn cảnh thức mà thay đổi thì chúng ta không thể nào mà nói rằng cái tâm thức là hằng cửu, tâm thức là không có biến dịch. Thì cái người tu tập đầu tiên phải ý thức rằng cả thân và tâm đều là một cái dòng chảy của sự vô thường, dòng chảy của sự thay đổi. Nó tương tự như là mình nói về một thành phố Houston, Washington DC, thì mình nói là mình đã từng thấy thành phố đó, mình đã từng sống thành phố đó, thì mình nghĩ thành phố nó lúc đó là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Nhưng mà kỳ thật, cái thành phố Houston mà chúng ta biết một năm về trước với bây giờ nó hoàn toàn khác. Ông A và B mà chúng ta biết tháng trước bây giờ thì hoàn toàn khác. Có thể là thay đổi nhanh, có thể thay đổi chậm, có thể chúng ta thấy được hay không thấy được. Và thưa quý vị, trong mỗi một thở, trong mỗi một ngày, thân tâm của chúng ta đều thay đổi, được khác đi. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rõ rằng ở trong cái sự thay đổi đó thì chúng ta nhận ra một điều là thân và tâm nó sanh khởi, nó tồn tại và nó biến dịch do rất là nhiều nguyên nhân. Và những nguyên nhân đó, đó là có cái chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta rất tự hào là mình có tài, mình trẻ tuổi, hay là mình có tiền, hoặc giả là mình đang sống ở một quốc gia rất là tiến bộ về kỹ thuật, giàu có về tiền bạc. Nhưng mà ví dụ bây giờ hiện nay, chúng ta thấy ở đất nước Mỹ, bão Sally tấn công vào Alabama, hay là lửa cháy rừng ở California, hay là bệnh dịch hoành hành, hay là cái sự biến đổi của khí hậu. Điều đó nó không có nằm ở trong một cái quyền lực
hoàn toàn kiểm soát của khoa học kỹ thuật, của một chính quyền mà có ngân sách dồi dào nhất, có kỹ thuật cao nhất thế giới. Nó không nằm ở trong ý muốn của chúng ta. Mà nếu chúng ta chịu nhìn một cách khách quan và thành thật, thì chúng ta thấy rằng có bao nhiêu thứ trong cuộc đời này nó diễn ra, nó không nằm theo ý sự điều khiển của chúng ta, mà nó có tính cách rất là bấp bênh. Chúng tôi có lần nói chuyện với một đạo hữu bên Florida. Đạo hữu kể về hành trình đi Vượt Biên của đạo hữu, từ cái việc mà ra khơi, rồi gặp tàu hải tặc, rồi gặp giàn khoan dầu, gặp thời tiết. Thì thứ gì, khi mà đạt đến trại Sổng Kla của Thái Lan thì đều nhìn lại tất cả được. Nó chỉ là vấn đề trong gang tấc thôi. Lúc đó tàu sắp chìm mà không gặp hải tặc thì có lẽ chìm luôn. Nhưng mà cũng may sau đó, họ gặp, rồi họ lôi kéo đi một đoạn. Rồi cũng may sau thì gặp giàn khoan dầu. Rồi mai sau gặp tàu của Hải quân Thái Lan lôi vào lãm xỉnh, rồi từ đó đổ qua sông Kla. Cái mai sau đó, cái sự may mắn thế nào đó, nó chỉ là trong đường dân cảnh. Ví dụ như tàu sắp chìm, mà những chiếc tàu khác không tìm thấy, ở trong 5 phút nữa tàu đã chìm rồi. Nhưng mà do cái nghiệp sắp chìm thì lại có tàu xuất hiện. Và khi mình ra khơi trên một con tàu mỏng mảnh, và với trong giữa giông bão, thì mình thấy mình không làm gì cả. Con người của mình thường hay nghĩ rằng cuộc sống nó như vậy, mình tự thiện như vậy, nhưng thực sự mỏng manh lắm, rất là mỏng manh. Chúng tôi có biết một chuyện, đọc ở một chuyện một gia đình ở tại Mỹ này, khi đưa đám tang một người bạn, và khi đưa về thì cả bốn người đều bị COVID, và trong bốn người đó thì hai người chết, một người bây giờ đang hồi sinh trong ICU, còn có một người hết bệnh thôi. Thì người họ viết lại trong tờ báo thôi là họ nói rằng chỉ có đi dự đám cưới thôi mà cuộc sống họ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Cha chết, mẹ chết, rồi người chị gì đó, nhà chị anh gì đó lại nằm ở trong ICU, cảm thấy cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống cái nhìn rất là phiến diện, cái nhìn rất là tự thị. Chúng ta chưa có đủ cái sự thanh thản để nhìn thấy rằng cuộc sống nó vốn bị chi phối bởi nhiều nhân tố, nhiều cái yếu tố, nhiều cái thành tố. Và những cái gì chi phối đó, chúng ta có quyền kiểm soát rất ít. Và trong cái sự chi phối đó, chúng ta không thể nói rằng có một thứ gì đó mà nó trường tồn mà không bị chi phối. Thân cũng bị chi phối, tâm cũng bị chi phối. Có ai trong chúng ta mà dám nói rằng thân và tâm chúng ta không bị chi phối? Và Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta nên nhìn tất cả điều này không phải bằng triết lý. Và chúng ta nói, ồ, đời là thế, thiên thu sầu bất diệt. Chúng ta làm một câu thơ, chúng ta triết lý điều đó. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng cả một cái phương thức để chuyển hóa, và cái mấu chốt mà chuyển hóa đó là nó nằm ở chỗ ái. Ái tanh hoa ở đây tức là sự khao khát. Bởi vì có sự khao khát nên chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Bởi vì có sự khao khát chúng ta muốn đi truy tìm. Bởi vì có sự khao khát chúng ta mới tạo ra cuộc sống thế này, tạo ra cuộc sống thế kia. Chúng tôi nhớ rằng có một đời hữu quen với chúng tôi. Đời hữu có trải qua một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, rồi bước tiếp theo có một người vợ kế, trong khi có vợ kế rồi sau đó là vị đó lại có một người bạn gái. Nhưng mà vị đó tâm sự rằng
Con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Chờ quý vị có còn nghe được không? Chờ quý vị. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, bài kinh về đoạn tận ái này đó, khởi sự là một cái quan niệm sai lầm của Tỳ kheo Sa Tý, nói rằng Đức Thế Tôn ngài dạy rằng có một cái linh hồn mà không thay đổi, nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Và Đức Phật ngài nhắc rằng quan niệm về một cái linh hồn bất biến như vậy đó, nó có vấn đề. Cái vấn đề nó lớn lắm, tại vì quan niệm linh hồn bất biến đó, nó cho thấy rằng sự tu tập không có giá trị. Dù mình tu thì linh hồn vẫn vậy, mà mình không tu thì linh hồn vẫn vậy. Và cái quan niệm về một linh hồn bất biến đó, nó tạo nên quan niệm về ngã. Và cái ngã này đó, nó là một ở trong những cái thứ mà cái ngã chấp đó là một trong thứ sinh ra khổ đau phiền não. Và Đức Phật ngài dạy rằng cái con đường mà để xóa tan cái ảo tưởng về ngã đó, nó không đơn thuần là triết lý, mà chúng ta phải tu tập. Tu tập ở đây là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Và chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã có một mô tả rất là chi tiết về điểm này. Thật ra thì bài kinh này được giảng trong 4 bài học khác nhau. Tuy vậy, rất là cần để thỉnh thoảng chúng ta đọc lại, đọc thật kỹ và thấy được một cái sự liên tục trong 4 cực khổ của bài kinh này. Bài kinh này sẽ đi được phân đoạn không phải là tại vì 4 cuộc rời rạc, mà được phân đoạn tại vì quá dài cho mỗi lớp học. Và quý Phật tử chịu cẩn thận, một bài kinh đặc biệt rất quan trọng trên cả 3 phương diện pháp học, pháp hành cũng như pháp thân. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai này là thứ năm, chúng ta sẽ trở lại với giáo trình về thắng pháp Abhidhamma. Kính lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giáo. Dạ, con là Nguyên Thông, xin được thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sướng Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh, Hải Lâm và Việt mở kinh cuối buổi học.